Chương 21 Ăn ngon Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com An Hoa cẩm đáp ứng sau, hoàng đế đứng lên, đối hoàng hậu nói, như hân ngươi cũng cùng tiểu An Nhi cùng đi nhìn một cái đi. Hoàng hậu đang có ý này, vội vàng xác nhận. Ba người ra phượng tê cung. Đi đến cửa cung, gặp ngay phải tam công chúa sở hy vân vội vàng mà đến, nàng là nghe nói An Hoa cẩm vào cung, đang ở nàng mẫu hậu nơi đó, cũng bất chấp đang ở thượng thư phòng học tập, chạy thoát cầm nghệ khóa liền vọt đi lại. Nàng một mặt nổi giận đùng đùng, muốn chất vấn an hoa cẩm bản thân cái kia đức hạnh, có cái gì mặt gã cho cố khinh diễn. Làm nhìn đến hoàng đế cùng hoàng hậu cùng với an hoa cẩm, lập tức áp sụ mặt thượng tức giận, vội vàng chào thỉnh an. Hoàng đế vốn là tâm tình không tốt, banh mặt hỏi, khi vân, ngươi không ở thượng thư phòng lên lớp, thế nào lại đến ngươi mẫu hậu nơi này làm ầm ý ngươi mẫu hậu? Sở Hy Vân quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, Phụ Hoàng, ta nghe nói An Biểu Tỷ đến đây, quá đến xem nàng. Nàng tuy rằng cùng Hoàng hậu vì An Hoa cẩm cùng cố kinh diễn hôn ước náo loạn nhiều lần, nhưng cũng không dám chạy tới Hoàng đế trước mặt nháo. Hoàng đế tuy rằng biết được tâm tư của nàng, cũng không nói ra, ân một tiếng, niệm các ngươi ba năm không thấy, biểu tỷ muội tình thâm, trẫm tạm tha quá của ngươi trốn học chi tội, đứng lên đi. Tạ phụ hoàng. Sở Hy Vân đứng lên, Quy Củ đứng ở một bên. Hoàng đế trước mặt, nàng tự nhiên không dám lỗ mãn, lại không dám quắt mắt nhìn trừng trừng phun lửa xem An Hoa Cẩm. An Hoa Cẩm lại vô gánh nặng tự tiếu phi tiếu xem nàng, theo trong túi lấy ra một viên đường khối, đưa cho nàng, tam biểu muội thực ngoan, trốn học đến xem ta, cho ngươi đường ăn. Sở Hy Vân nhất thời khí tưởng công nàng, quay đầu, cáo giận trừng mắt nàng, gặp hoàng đế xem ra, nàng cường kìm hạ, trong lòng ghét bỏ, trên mặt thông minh tiếp nhận An Hoa Cẩm đưa tới đường khối, cứng ngắc nói tạ, nhiều tạ An biểu tỷ. An Hoa Cẩm thấy nàng cứng ngắc cầm đường, nho nhỏ đường khối cơ hồ bắt không được, nàng cười tủm tỉm nói, này là chúng ta Nam Dương thứ nhất đại phường Ngọc Quế phường làm nhuyễn đường, ngươi nếm thử, nếu là thích, ta mang ngươi đi Nam Dương ăn. Ai muốn cùng ngươi đi Nam Dương ăn? Ai thích của ngươi nhuyễn đường? Sở Hy Vân hít sâu hảo mấy hơi thở, cứng rắn mở ra giấy gói kẹo, đem nhuyễn đường nhét vào miệng. Hương nhuyễn ngon miệng, thật đúng là. Thật sự là ăn ngon. Thế nào? Được không được ăn? An Hoa cẩm nhìn chầm chầm nàng hỏi, thập phần thân cận. Hảo! Ăn! An Hoa cẩm cười hiếp mắt nói, ta trong túi chỉ còn lại có này một viên, ăn ngon cũng không có, nếu như ngươi là muốn ăn, chỉ có thể cùng ta đi Nam Dương sở hy vân gật gật đầu trong lòng đã ở nghĩ thế nào đem ngọc quế phường Nguyễn đường ở nàng không đi nam dương tình huống dọa làm cho người ta làm ra mấy bao nam dương nghe nói hoang tàn vắng vẻ liền tính phụ hoàng ân chuẩn nàng đi nàng là đánh chết cũng không đi hoàng hậu gặp biểu tỷ muội hai người như thế hòa thuận tuy là trên mặt cũng rất là cao hứng vân nhi ngươi cũng thấy ngươi an biểu tỷ nàng hội ở kinh thành trụ một trận thời gian còn trưởng thật về sau các ngươi còn nhiều mà thời gian chơi đùa cầm nghệ khóa vạn không thể rơi xuống, ngươi mau trở về lên lớp đi. Sở Hy Vân không nghĩ trở về, nàng hôm nay thế nào cũng phải bắt cho được An Hoa cẩm hỏi một chút nàng cùng cố khinh diễn thân cận quá trình, tốt nhất làm cho hắn bỏ đi gã cố khinh diễn ý tưởng, nàng tiến lên một bước, vãn trụ hoàng hậu cánh tay, mẫu hậu, ta vừa thấy biểu tỷ, ngài liền đuổi ta đi, ta không thuận theo. Ngươi An biểu tỷ còn có chuyện, hôm nay không công phu cùng ngươi ngoạn hoàng hậu vỗ vỗ đầu nàng. Sự tình gì? Sở Hy Vân tò mò hỏi. Hoàng hậu do dự một chút, không nói chuyện. Hoàng đế trầm giọng nói, cố thất công tử hôm qua cho ngươi an biểu tỷ làm một bức, mỹ nhân đồ, hiện thời ngay tại trẫm thư phòng. Trẫm mang nàng đi thưởng thức một hai. Cái gì? Sở Hy Vân khiếp sợ. Cố kinh diễn vậy mà vì an hoa cẩm vẽ tranh. Vẫn là mỹ nhân đồ hắn hắn hắn. Hắn thực coi trọng an hoa cẩm. Nàng thật sự rất khiếp sợ, một đôi mắt tỉnh thật to, đầy mắt không dám tin. Đánh chết nàng đều không tin cố kinh diễn có thể coi trọng an hoa cẩm, như vậy phong thần dục tú nhân, làm sao có thể vì an hoa cẩm vẽ tranh đâu. Nàng tính cái gì mỹ nhân? Nàng phẫn hận quay đầu, này mới chính thức cẩn thận con mắt xem an hoa cẩm, chỉ thấy nàng mặt mày như họa, duyên dáng yêu kiều, ánh mặt trời đánh vào trên người nàng, sau phượng tê trong cung mẫu đơn còn xinh đẹp ba phần. Nàng! An hoa cẩm khi nào thì đẹp như vậy? Ba năm trước cái kia cả người mang theo Nam Dương cằn cỗi nơi cỏ hoang vị xuống nha đầu chạy đi đâu? Đây là an hoa cẩm. Nàng đầu óc ong ong mộng vài vòng, hơn nửa ngày chưa hoàng hồn lại. Vân Nhi, ngoan, nhanh đi thượng cầm nghệ khóa. Hoàng hậu ra tiếng đánh vỡ tam công chúa một đoàn mộng vòng đầu óc sở hy vân như trước ngơ ngác thì thào tự nói làm sao có thể hoàng đế khuôn mặt thật sâu thanh âm hơi trầm xuống thôi hôm nay không lên sẽ không thượng đi quay đầu bổ khuyết thêm ngươi đã tưởng với ngươi an biểu tỷ hảo hảo chơi đùa cũng đi theo trẫm cùng ngươi mẫu hậu đi nam thư phòng đi sở hy vân yên lặng gật gật đầu hoàng đế cùng hoàng hậu lên xe liễn an hoa cẩm cùng tam công chúa đi bộ đoàn người hướng nam thư phòng đi đến sở hy vân dọc theo đường đi đều có chút hoài nghi nhân sinh an hoa cẩm cũng không quan tâm nàng cố khinh diễn hoa đào thật sự nhiều lắm có thể so với trưởng công chúa ngàn khoảnh hoa đào viên nhanh đến nam thư phòng khi sở hy vân thật sự ấn không chịu nổi hạ giọng nói với an hoa cẩm cố thất công tử sẽ cho ngươi vẽ tranh giả đi phụ hoàng đùa an hoa cẩm nhúng nhúng vai ta cũng hy vọng là giả ngươi có ý tứ gì mặt chữ ý tứ. Sở Hy Vân hừ một tiếng, phụ hoàng miệng vàng lời ngọc, làm sao có thể là đùa. Cũng không biết ngươi kia bối tử cứu vớt ai, lớn như vậy phúc khí đầu thai ở Nam Dương Vương Phủ. Như nàng không phải là Nam Dương Vương Phủ tiểu quận chúa, cố kinh diễn người như vậy tuyệt đối không tới phiên nàng. An Hoa cẩm cười, sinh ở Nam Dương Vương Phủ là phúc khí sao? Như nàng không phải là đầu thai ở Nam Dương Vương Phủ, này trong kinh bất cứ cái gì một nhà, thủ quy củ cấp bậc lễ nghĩa, không thể tùy ý tự do muốn làm gì liền làm gì. Như vậy tính ra, cũng thật là phúc khí. Sở Hy Vân thấy nàng chỉ cười không nói chuyện, trong lòng vũ phát buồn bực, ta nói cho ngươi an hoa cẩm, cố khinh diễn tuyệt đối chướng mắt ngươi, như ngươi không phải là xuất thân Nam Dương Vương Phủ, đừng nói hắn cùng ngươi thân cận, cho ngươi vẽ tranh, chính là nhìn ngươi liếc mắt một cái, đều sẽ không. An hoa cẩm nhíu mày, thật không? Là... An Hoa cẩm đưa tay xoa bóp sở hy vân mặt, ba năm trước liền cảm thấy này trong lòng đối nàng bất mãn cực kỳ biểu muội rất hảo ngoạn, hiện thời càng hảo ngoạn, nàng để sát vào nàng, hạ giọng nói, như cố khinh diễn không phải là cố khinh diễn, ta cũng sẽ không thể liếc hắn một cái. Sở hy vân giận, bỗng cất cao âm, An Hoa cẩm, ngươi nói cái gì? Nàng này một tiếng không khống chế tốt âm lượng, ở yên tĩnh đi trước nam thư phòng trên đường phá lệ rõ ràng đột ngột. Hoàng hậu ở kiệu liễn lý nhắc tới tâm, xúc lên mành kiệu khiển trách, vân nhi, hô to tiểu gọi cái gì. Không có quy củ. Sở hy vân hơi thở nhất yểm, không dám hé răng. Hoàng hậu thấy nàng an tĩnh lại, rơi xuống mành kiệu. Sở hy vân một bụng tức giận, trừng mắt tự hồ chuyện gì cũng chưa đã xảy ra an hoa cẩm, cáo giận hạ giọng nói, an hoa cẩm, người yếu điểm nghi mặt, người cấp cố thất công tử sách dày cũng không xứng. An Hoa Cẩm quay đầu, ngươi xứng. Vậy ngươi cho hắn sách dày a? À? Sở Hy Vân. An Hoa Cẩm cười lại xoa bóp mặt nàng, lúc này đây xuống tay không như vậy nhẹ, đem mặt nàng niết biến hình. Thấy nàng trốn không thoát, nhịn không được lại muốn kêu to, mới nới ra, nhỏ giọng nói, đừng luôn là chọc ta, mặc dù ngươi là cô mẫu thân nữ nhi, ta cũng như thường có thể đem ngươi trói lại đến đánh ba ngày. Ta tám tuổi ở trên chiến trường giết người thời điểm ngươi vẫn là cái uống sữa tiểu thí hài đâu. Lời ngoài mặt. Tam công chúa. Đường. Ăn ngon thật an hoa cẩm. Ăn ngon cũng không cho ngươi ăn. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22 Thảo muốn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sở Hy Vân chỉ biết là An Hoa Cẩm từ nhỏ sinh trưởng ở trong quân, cũng không biết nàng 8 tuổi liền thượng chiến trường giết người. Nàng hoài nghi xem an hoa cẩm, mặc dù không tin, nhưng nam thư phòng đến, nàng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Hoàng đế, hoàng hậu hạ liễn, bốn người vào nam thư phòng. Hoàng đế mệnh trương công công xuất ra kia phúc, mỹ nhân đồ, mở ra ở trên án thư. Xuân phong hoa đào bên trong, mỹ nhân ghé vào túy hoa đình trên bàn đá ngủ thơm ngọt, dung nhan bán lộ, đúng là an hoa cẩm kia một trương như họa mặt mày nhất bút nhất họa, khắp nơi là Mỹ. Hoa đào Mỹ, nhân đẹp hơn. Sở Hy Vân mắt thấy vì thực, cảm thấy nhất thời một mảnh cho tàn, cố thất công tử vậy mà thật sự coi trọng an hoa cẩm. Bằng không làm sao có thể vì nàng đề bút vẽ tranh. Hắn chưa từng cấp cái nào nữ tử làm qua họa. Đừng nói cái nào nữ tử, hắn nhiều năm qua tổng cộng cũng không làm cho người ta họa quá hai bức họa. An Hoa Cẩm lúc này cũng thấy này tấm họa, không nói gì nữa ngày, cố khinh diễn sợ nhân không biết đây là của hắn họa làm. Một cái ký tên còn viết lớn như vậy như vậy dễ thấy. Cố khinh diễn, tự hoài an. Ở hắn 10 tuổi năm ấy, một bức, núi sông Đồ, bệ hạ coi trọng, nhưng cố lão gia tử trước tiên vì hắn thủ tự cấp núi sông Đồ ký tên, cố lão gia tử tuyển rất nhiều tên, đều cảm thấy không xứng với của hắn tôn tử, việc này tha lại tha, sau này lão Nam Dương Vương vào kinh, thấy kia phúc, núi sông đồ, đánh nhịp định ra cố kinh diễn vì tôn nữ tế, thấy không trống rỗng ký tên chỗ, hắn vì này lấy hoài an hai chữ. Hoàng đế hỏi này ý, lão Nam Dương Vương không biết xấu hổ nói, tiểu an nhi bị ta phụng ở trong tay, như châu tự bảo, tiểu tử này tương lai có thể lấy nàng, tích tám đời đức, vì hắn thủ tự hoài an, chính là tưởng hắn tương lai có thể nắm cẩn hoài du cấp tiểu an nhi một cái yên ổn gia hoàng đế cố gia đệ tử phẩm hạnh đều là không nói, nhất là cố khinh diễn, 10 tuổi đã kinh tài diễm diễm. Cố lão gia tử lúc đó không nghe thấy lời này, đồng ý này nhất cọc hôn ước sau, nghe nói lão Nam Dương Vương Thủ Nhi Đại Chi vì bảo bối tôn tử lấy tự, liền hỏi này ý. Hoàng đế sợ lão Nam Dương Vương kia nói nói ra tức chết cố lão gia tử, hôn ước này liền kết không thành, liền đối với cố lão gia tử giải thích, nắm cẩn hoài du, thiên hạ yên ổn. Cố lão gia tử gật gật đầu, này quả thật rất tốt, liền cũng không ý kiến. Vì thế, cố khinh diễn từ đây trước tiên có tự, liền tại kia phúc, núi sông Đồ, thượng ký tên Hoài An. Đương nhiên chính hắn lúc trước cũng không biết này, Hoài An, hai chữ ý tứ, nếu là biết, không biết lúc trước còn có nguyện ý hay không kêu này tự. Hiện thời này, Hoài An, hai chữ thật sự bắt mắt, không quá phù hợp cố khinh diễn tao nhã lối vẽ tỉ mỉ tinh tế họa phong, hai chữ thủ vị lọt vào trong tầm mắt phiêu giật phô trương, hơi có chút khí phách phong lưu thật sự là hảo họa hoàng hậu khen quả nhiên không thẹn xuất từ cố thất công tử tay hoàng đế gật đầu xem an hoa cẩm thần sắc không theo này tiểu nha đầu trên mặt nhìn ra cái gì đến trầm giọng nói tiểu an nhi cố thất công tử cho ngươi họa này một bức mỹ nhân đồ ngươi từ giữa hãy nhìn ra cái gì an hoa cẩm ngẩng đầu họa thật tốt đem ta họa mỹ sở hy vân nàng thương tâm đã chết. Hối hận đến đây, một khắc cũng không tưởng đợi, hiện tại bước đi được không? Hoàng đế cười ha ha, tâm tình tự hồ cũng đi theo tốt lắm, ngươi vốn chính là cái mỹ nhân, hơn nữa hắn am hiểu lối vẽ tỉ mỹ tạo hình, cộng thêm đối với ngươi xem cẩn thận để bụng, cũng tự thành như vậy một bức tác phẩm xuất sắc. Có thể thấy được hôm qua cùng ngươi thân cận, hắn vừa lòng đến cực điểm. An hoa cẩm ho khang một tiếng, ta đối hắn cũng rất vừa lòng, nhưng là không được a à. nàng buồn bã sầu tư dừng ở họa làm thượng nề hà ta họ an hắn họ cố thật sự là ủng đoạn trường hoàng đế sửng sốt cân nhắc nhận an hoa cẩm này buồn bã sầu tư là thật là giả đãi cân nhắc hoàng phát hiện hắn đường đường đế vương vậy mà cân nhắc một tiểu nha đầu lừa đảo ngôn ngữ thả còn chưa có nhận ra của nàng nội bộ sâu cạn trên mặt ý cười thu hồi lại có chút không được tốt an hoa cẩm lại mở miệng bệ hạ có thể hay không đem này tấm họa cho ta thu ân ừ. hoàng đế xem nàng ánh mắt thật sâu ngươi muốn thu vì sao tranh này là ta a à, tự nhiên cho ta an hoa cẩm đặt quan côn nói ngài chẳng lẽ muốn thu này không quá thích hợp đi ngài đã có một bức núi sông đồ nhưng đừng như vậy lòng tham hoàng đế nghĩ nghĩ cảm thấy thật đúng không quá thích hợp gật đầu đồng ý vốn trẩm muốn đem này một bức họa phương pháp nhân đưa đi nam dương vương phủ cấp lão vương gia thu hiện thời ngươi đã thảo muốn liền cho ngươi đi đa tạ bệ hạ an hoa cẩm thống khoái mà đưa tay thu họa làm cất vào trong tráp ôm vào trong ngực sở hy vân mau ghen tị đã chết kỳ quái nói an biểu tỷ thật sự là có phúc lớn có thể nhường cố thất công tử viết vẽ tranh chẳng biết có được không cảm ơn thất công tử an hoa cẩm đừng nói tạ hắn không hơi kém đánh lên môn cứ tựu không sai nhưng lúc này vẫn là cười gật đầu ân ta quay đầu phải đi cám ơn hắn sở hy vân quay đầu lại nghẹn tạc phế nàng chỉ biết an hoa cẩm nhất định sẽ coi trọng cố khinh diễn người khác cũng chưa diễn nàng muốn chết nàng không muốn sống chăng nhưng là mặc dù nàng vì cố khinh diễn cắt cổ thắt cổ cố khinh diễn có thể đến liếc nhìn nàng một cái sao hoàng hậu cười nói là nên cám ơn cố thất công tử hoàng đế nói ngươi tới trong kinh còn chưa có đi cố gia đi mấy ngày nữa đăng môn đi nói lời cảm tạ đi an hoa cẩm nháy nháy mắt bệ hạ đây là thánh chỉ sao hoàng đế nghẹn một hơi không phải là thánh chỉ nhưng các ngươi hiện thời dù sao cũng là có hôn ước trong người nên đi lại một hai ý tứ là một ngày hôn ước không hiểu trừ một ngày an gia cùng cố gia chính là thuyên ở cùng nhau đám hỏi quan hệ an hoa cẩm đã hiểu xem ra của nàng mục đích đạt tới bệ hạ tạm thời không hảo biện pháp nhưng lại không cam lòng hiện thời cũng tưởng kéo này cọc hôn sự nhi đang cùng nàng ý nàng gật gật đầu ta nghe bệ hạ hoàng đế sắc mặt hơi hoảng có triều thần tới gặp hoàng đế muốn tiếp kiến triều thần hoàng hậu liền mang theo an hoa cẩm tam công chúa ra nam thư phòng an hoa cẩm bước ra cửa hít sâu một hơi nam thư phòng ngoại không khí quả nhiên càng tươi mát không bị đè nén hoàng hậu đối nàng hỏi tiểu an nhi hôm nay lưu ở trong cung đi an hoa cẩm lắc đầu cô mẫu ta trụ không quen hoàng cung ngài biết đến nếu là ở nơi này ta ban đêm đều ngủ không được hoàng hậu bất đắc dĩ kia ăn bữa tối lại đi hảo an hoa cẩm thống khoái đáp ứng hạ thất công chúa là vô tâm tình ăn cơm chiều chẳng những hôm nay cơm chiều ăn không vô về sau vô số thiên nàng phỏng chừng đều ăn không ngon nàng ghét mênh mông không tin thần đối hoàng hậu cáo từ, mẫu hậu, ta trở về học cầm nghệ. Đi thôi. Hoàng hậu cũng minh bạch nàng khó chịu, khá vậy không còn cách nào khác, bệ hạ hôm nay cố ý mang theo nàng đến nam thư phòng, cũng là muốn mượn từ cố khinh diễn họa làm nhân cơ hội cắt đứt tâm tư của nàng niệm tưởng, nhưng này một đau hạ ngoan, nàng bao lâu tài năng trở lại bình thường. Vạn nhất luẩn quẩn trong lòng làm sao bây giờ? Nàng phân phó bên người hạ ma ma, Mama, ngươi đưa Vân Nhi trở về. Hạ Mama nghe thấy Huyền âm hiểu rõ nhã ý, biết Hoàng hậu nương nương là làm cho nàng sai người nhìn chầm chầm một chút. Tam công chúa đừng làm chuyện điên rồ Nhi, vội vàng xác nhận, cùng tam công chúa trở về của nàng hy vũ các. Lời ngoài mặt. Cố kinh diễn. Mưu kế đạt được, vợ thu của ta họa. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23 mê chướng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com bữa tối khi sở nghiên thải điểm vào phượng tê cung hiển nhiên là tới bồi hoàng hậu cùng nhau dùng bữa tối an hoa cẩm xem xét sở nghiên liếc mắt một cái hô một tiếng thất biểu huynh sở nghiên gật gật đầu nói với nàng trần thái y cho ngươi khai phương thuốc tử ta giao cho cố khinh diễn an hoa cẩm nhớ tới còn có chuyện này hết chỗ nói rồi một hồi lâu nghiêm cẩn xem sở nghiên thất biểu huynh ngươi đời trước là của ta cừu gia đi bằng không thế nào thích cùng nàng không qua được đâu sở nghiên thật sâu nhìn nàng một cái ta xem hắn rất tình nguyện tiếp nhận quản ngươi chuyện này ngươi không phải là cũng rất tình nguyện làm cho hắn quản sao hiện thời đây là trách ta bằng không vẫn là ta tiếp tục quản ngươi an hoa cẩm ai vui bị hắn quản chỉ chẳng qua chính là sai khiến bãi bình của nàng thất biểu huynh không nghĩ tới còn mua nhất tặng nhất phụ tặng một bộ phương thuốc tử nàng mặt mặt than thở không phải là đều giống nhau sao cứ như vậy đi không nhọc phiền thất biểu huynh sở nghiên nở nụ cười một tiếng hoàng hậu không hiểu khẩn trương hỏi nghiên mực nhi cái gì phương thuốc tử tiểu an nhi có gì không ổn sở nghiên thu cười đem trần thái y cấp an hoa cẩm thỉnh bình an mạch chẩn ra kinh mộng chi chứng cùng hoàng hậu nói lại không gì không đủ nhất lên cố khinh diễn đi an gia nhà của việt hoàng hậu nghe xong lôi kéo an hoa cẩm hỏi làm sao có thể có kinh mộng chi chứng đâu còn hai ba năm nam dương vương phủ đại phu này nhị trong ba năm sẽ không cho ngươi chẩn đoán xuất ra an hoa cẩm cười cô mẫu ta suốt ngày lý vui vẻ không sinh bệnh tự nhiên không cần phải đại phu ngài biết ở chúng ta Nam Dương cuộc sống nhân, ngày không như vậy tinh tế, không có cái đau đầu não nóng, không cần phải thỉnh cái gì bình an mạch. Hoàng hậu trầm mặt một lát, là, ta ngược lại thật ra đã quên, 20 năm trước, ta cũng không cẩn thận, 20 năm trong cung cuộc sống, mới một ngày ngày tinh tế đứng lên. Nói xong, nàng giống như nghĩ tới cái gì cửu viễn chuyện, trầm mặt một lát, hỏi, làm sao lại được kinh mộng chi chứng đâu? An Hoa cẩm lắc đầu, ta cũng không biết a. À. Hoàng hậu thở dài, người đứa nhỏ này, ngay cả bản thân nhiễm bệnh 2-3 năm đều không biết, cũng quá sơ ý. May mắn hiện thời chẩn xuất ra, vẫn không tính là trễ, lại trễ thật đúng là bất quá thì. An Hoa cẩm cười, ta mệnh cứng rắn thật, không nghiêm trọng như vậy, cô mẫu yên tâm đi, ta sẽ ngoan ngoãn uống dược. Đã. Hoàng hậu muốn nói cái gì, dừng một chút, cố cô thất công tử xưa nay ôn hòa tinh tế, xử sự, sự ổn thỏa bệnh của ngươi chứng giao cho hắn đến xem cố cũng tốt ta cũng yên tâm hắn an hoa cẩm nháy nháy mắt cố khinh diễn ba chữ đại biểu gì đó cũng thật nhiều hoàng hậu không lại nói thêm cái gì phân phó nhân bãi thiện nhân an tiểu quận chúa cùng thất điện hạ cùng hoàng hậu dùng bữa ngự thiện phòng tăng thêm vài cái hai người thích ăn đồ ăn ăn cơm xong sau an hoa cẩm cùng sở nghiên đi ra phượng tê cung hai người một trước một sau đi tới Sở nghiên không nói chuyện, An Hoa Cẩm cũng không nghĩ nói chuyện với hắn. Đi đến tuyên cùng môn, An Hoa Cẩm Mã Thuyên ở nơi đó, nàng giải dây cương, quay đầu xem sở nghiên, thất biểu huynh, ngươi không có gì muốn nói với ta, ta đi rồi a. À. Sở nghiên phúc thủ nhi lập, ngươi hướng phụ hoàng thảo muốn kia bức họa làm. Ân, họa nhân là ta, tự nhiên không thể ở lại bệ hạ nơi đó, không thích hợp. Sở nghiên nhìn chầm chầm nàng, chỉ là vì không thích hợp. An Hoa cẩm nghiêng đầu xem sở nghiêng, cười hỏi, thất biểu huynh muốn nói cái gì, nói thẳng chính là, ta sẽ không đoán người khác tâm tư, cũng không đã từng nghe quải oai mạc chân lời nói. Sở nghiêng trầm giọng nói, ngươi đối phụ hoàng cùng mẫu hậu nói coi trọng cố khinh diễn, nhưng bởi vì ngươi tưởng chiêu tế ở rễ, cho nên, ngươi cùng cố khinh diễn hôn sự nhi còn có đại thương nghị. Ngươi là thật muốn chiêu tế ở rễ, vẫn là không nghĩ lập tức đại hôn an hoa cẩm hoảng bắt tay vào làm lý dây cương ở thân tiền vòng vo hai vòng không đứng đắn nói thất biểu huynh là thu mua cô mẫu bên người hạ ma ma vẫn là thu mua bệ hạ bên người trương công công nhanh như vậy phải tin tức này sở nghiên banh khởi mặt ăn ngay nói thật an hoa cẩm cười ta cứ không sở nghiên nheo lại mắt an hoa cẩm xoay người lên ngựa không sợ hắn cúi người hạ giọng nói thất biểu huynh chỉ mong ngươi tới ngày có thể vinh đăng đại bảo, bằng không chúng ta an gia, có lẽ thật đúng hội đoạn tử tuyệt tôn. Nói xong, nàng nới ra dây cương, hướng cuối cùng một đạo cửa cung mà đi. Sở nghiên đứng ở tại chỗ, nhìn theo nàng đi xa, không bao lâu, một người một con ngựa liền biến mất ở hắn trước mắt. Sở nghiên tự nhiên là theo hạ ma ma nơi đó được tin tức, hắn mặc dù thân là hoàng đế yêu thích nhất hoàng tử, cũng không dám thu mua hoàng đế bên người nể trọng trương công công nhưng hắn không dám, có người dám, cho nên, cố khinh diễn cũng rất nhanh sẽ chiếm được về an hoa cẩm chiêu tế ở rễ tin tức. Cố khinh diễn nghe xong khí nở nụ cười, vì không gã hắn, đồng thời khó xử bệ hạ, nàng đem chiêu tế ở rễ đều nghĩ ra được, nhân tử như đăng diệt, an gia hay không tương lai không có truyền thừa, lấy an hoa cẩm tính tình, không nhất thiết thực sẽ để ý. Nhân ở, huyết mạch ở, truyền thừa ngay tại, nàng không phải là câu nệ cho môn đình nhân. Nhưng hắn xem thanh, Bệ hạ chưa hẳn thấy rõ, bởi vì Bệ hạ đối an gia ấy nấy cùng với rất để ý hôn ước này, cho nên vào nàng thiết bẫy mê chướng. Còn đừng nói, này nhất chiêu thật sự so cái gì đều dùng được, Bệ hạ tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lập tức thúc dục hôn. Tưởng thế nào thành toàn này nhất cọc hôn sự nhi, thế nào cân bằng tương lai triều cục cùng củng cố Giang Sơn cơ nghiệp. Bệ hạ lo lắng đợi nhiều năm như vậy, sẽ chờ an cố đám hỏi? đương nhiên cũng sẽ không như thế dễ dàng đánh mất ý niệm. Bất quá, An Hoa Cẩm cũng không nghĩ có thể cùng hắn lập tức giải trừ hôn ước, của nàng mục đích là trước kéo dài này cọc hôn sự nhi, hiện thời thực bị nàng làm được. Nàng khả thật thông minh. Cố khinh diễn cười cười, đem giấy viết thư đầu nhập vào lư hương trung, kêu đến một người, thanh mặt, đến hỏi hỏi phòng bếp nhỏ, dược khả tiên tốt lắm. Nếu là tiên tốt lắm, ngươi tự mình đưa đi an gia nhà cũ, tận mắt thấy tiểu quận chúa đem dược uống xong rồi trở về. Thanh mặt xác nhận, xoay người đi. An hoa cẩm trở lại an gia nhà cũ, hơi có chút mỏi mệt, cùng hoàng đế giao tiếp quả nhiên không phải là nhân can chuyện, nàng tứ ngưỡng ba kéo đem bản thân còn đang trên giường, tính toán cứ như vậy ngủ đi qua. Lão quản gia ba ngày nên đón tiễn bước thất điện hạ cùng cố thất công tử, nghĩ an gia nhà cũ yên tĩnh nhiều năm như vậy, rốt cục náo nhiệt chút, buổi tối lại nên đón cố thất công tử bên người tối nể trọng thanh mặt hộ vệ, nghe nói là phụng cố thất công tử chi mệnh tiến đến cấp tiểu quận chúa đưa chén thuốc, lập tức đem nhân mang đến An Hoa Cẩm Sân. An Hoa Cẩm theo trên giường bò lên thân, xem thanh mặt trong tay ấm sắc thuốc, đưa tay tiếp nhận đến, đặt ở trên bàn, xem xét hắn nói, ba năm trước, chính là ngươi sử dụng kiếm đặt tại của ta trên cổ. Thanh mặt cúi đầu, tiểu quận chúa thứ tội. An Hoa Cẩm cười, thứ tội gì ngươi lại không sai thanh mặt thời khắc nhớ kỹ công tử phân phó công tử nói nhường thuộc hạ xem ngài uống xong dược lại rời đi thật sự là tận chức tận trách a an hoa cẩm đột nhiên cũng không phiền hà thủ ngứa nói ngươi theo ta quá mấy chiêu ta liền uống dược bằng không ta không uống thanh mặt hắn chỉ biết an tiểu quận chúa nha thử tất báo không thích chịu thiệt tính tình sẽ không tha hắn công tử làm cho hắn đưa thuốc tới cửa, rõ ràng chính là cấp tiểu quận chúa này cơ hội báo thù. Hắn nhâm mệnh gục đầu xuống, là Lời ngoài mặt Quân tử báo thù, ba năm không muộn Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 24 Tồi ma Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ba năm trước, An Hoa cẩm đối cố khinh diễn nửa điểm không biết nhưng trải qua hai năm tra rõ, thăm dò thân phận của hắn, tự nhiên cũng đem hắn bên người người sờ vút thanh vài cái. Cố khinh diễn bên người hộ vệ thanh mặt, là cố lão gia tử từ nhỏ cấp cố khinh diễn ngàn chọn vạn tuyển nhân, làm bạn hắn cùng nhau lớn lên, nghe nói bệ hạ bên người thứ nhất hộ vệ tần phong cùng hắn so chiêu, còn kỹ thua nhất chiêu. Ba năm trước, An Hoa cẩm không phòng bị, bị hắn đột nhiên đem kiếm giá đến trên cổ, thù này nhớ ba năm nàng thống khoái mà uống thuốc sau đó rút ra bên hông nhuyễn kiếm ý bảo thanh mặt cùng nàng đi trong viện trống trải nơi thanh mặt bất đắc dĩ theo nàng đi ra ngoài an hoa cẩm thấy hắn thanh tú trên mặt giống như không bao nhiêu tinh thần nhớ mày mỉm cười thế nào lấy của ngươi võ công kiếm thuật còn sợ ta hay sao tinh thần một chút bằng không đã đánh mất ngươi gia công tử thể diện ta khả không phụ trách giúp ngươi tìm trở về thanh mặt xem an hoa cẩm do dự muốn cho ta, làm cho ta đánh một chút. An Hoa cẩm thưởng thức nhuyễn kiếm tiếp tục cười, ta xem ngươi không cần suy nghĩ, ta không cần phải ngươi nhường, ngươi xuất ra bản lãnh thật sự, ta cũng không thấy tấu không xong ngươi. Từ ba năm trước bị hắn dùng kiếm giá ở cổ ăn đau khổ, nàng nảy sinh ác độc ngày đêm tập võ ba năm. Thanh mặt tâm thần nhất cảnh, cung kính chấp tay, tiểu quận chúa mời ra kiếm. An hoa cẩm cũng không khách khí, vãn cái kiếm hoa, nhẹ bỗng đâm ra một kiếm, chiêu kiếm này không có gì đặc biệt, thanh mặt thoải mái tránh đi, kế tiếp, lại liên tục hơn 10 chiêu, an hoa cẩm kiếm chiêu đều tầm thường không bao nhiêu tân ý. Tự hồ, nàng chính là thủ ngứa, muốn cùng nhân quá so chiêu đánh ngoạn, không tính toán thực báo thù. Nhưng thanh mặt từ nhỏ đi theo cố khinh diễn bên người, nhân tinh thật, mỗi một chiêu đều nghiêm cẩn ứng đối, chút không dám khinh mạng sơ ý. Tuy rằng An Tiểu Quận Chúa ở ba năm trước là ở dùng trăm sát tán công lực tăng lên thập bội sau đem thiện thân vương phủ Tiểu Vương gia tấu ba tháng không xuống giường được, nhưng theo công tử sau này nói, Tiểu Vương gia năm đó kỳ thực chỉ rất tam chén trà nhỏ, mặt sau là An Tiểu Quận Chúa bản thân tay trái kiếm cùng tay phải kiếm, bản thân cùng bản thân đánh, mới phát huy hoàng cuối cùng một tia dược tính, bằng không, Tiểu Vương gia đã sớm mất mạng. Khi cách ba năm, hắn dùng đầu ngón chân tưởng đều hẳn là biết tiểu quận chúa kiếm thuật đại trướng công lực tăng nhiều trăm chiêu qua đi an hoa cẩm như trước không thay đổi hai trăm chiêu qua đi an hoa cẩm như trước ba trăm chiêu qua đi an hoa cẩm vẫn là như vậy thanh mặt dần dần nghi hoặc nhưng là chưa có chút thả lỏng bốn trăm chiêu năm trăm chiêu sáu trăm chiêu một lúc lâu sau an hoa cẩm mỉm cười thu kiếm đối thanh mặt xua tay được rồi ngươi trở về đi thanh mặt. Hắn dẫn theo tâm cùng tiểu quận chúa qua 600 chiêu, thời khắc phòng bị tiểu quận chúa đột nhiên biến chiêu, cuối cùng cứ như vậy. An Hoa cảm thấy hắn đứng không đi, cười nhìn hắn một cái, nếu như ngươi là không đã nghiền, ngày mai ngươi tới đưa thuốc khi chúng ta tiếp tục. Thanh mặt. Hắn mặt một lát, cân nhắc không ra An Hoa cẩm ý tưởng, xoay người đi rồi. Trở lại cố gia nhà cũ, đã trời tối, cố kinh diễn đang ở trong phòng đọc sách gặp thanh mặt trở về, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười hỏi, thế nào trì hoãn lâu như vậy? Thanh mặt trên mặt rốt cục có rõ ràng cảm xúc, công tử, ngài nói an tiểu quận chúa có ý tứ gì? Ân. Ừ. Thanh mặt hết sức kỹ càng nói ở an gia nhà cũ trì hoãn lâu như vậy trải qua, bao gồm an hoa cẩm dùng xong cái chiêu gì cùng hắn so chiêu, dùng xong cái nào môn phái võ công đợi chút. Cố khinh diễn nghiêm cẩn nghe, đợi hắn nói xong, cố khinh diễn bật cười, Nàng thù này, quả nhiên nhớ đại. Thanh mặt nhất thời lại nhắc tới tâm, kia nàng vì sao? Vì sao không cho hắn cái thống khoái? Cố Khinh diễn cười, nàng như cho ngươi cái thống khoái, ngươi hiện thời nhiều lắm chịu một chút tiểu thương, lấy của ngươi võ công kiếm thuật, nàng mặc dù thắng quá ngươi, cũng không gây thương tổn ngươi quá nặng. Ngươi dưỡng cái mấy ngày có thể hảo. Hiện thời, nàng là cố ý tồi ma của ngươi tâm, ngươi ở cùng nàng so chiêu thời kỳ không phải là lúc nào cũng cảnh giác nàng thay đổi chiêu số đề phòng nàng sao đây là công tâm thuật nàng dùng là lô hỏa thuần thanh thanh mặt bỗng chốc sắc mặt rất khó xem tiểu quận chúa thuyết minh ngày còn tiếp tục cố khinh diễn cười yếu ớt nàng là ở trong quân lớn lên an gia dụng binh thuật có một không hai thiên hạ nàng thông minh tuyệt đỉnh sợ là học cái trò giỏi hơn thầy mà thắng cho lam chờ hắn ra tấn đủ ngươi cảm thấy thù này báo ngươi có thể giải thoát rồi thanh mặt. Hắn một ngày 600 chiêu đã có chút chịu không nổi, tiểu quận chúa hội tra tấn hắn tới khi nào. Hắn nhất thời đánh lui trống lớn, công tử, ngày mai đổi cá nhân đi cấp tiểu quận chúa đưa thuốc đi. Không được. Cố khinh diễn tự tuyệt thật quyết đoán, nếu như ngươi là không đi, hắn đã cho ta nhiều bao che khuyết điểm, không cho nàng cơ hội báo thù, vốn là hận năm đó kia sự kiện nhi, khúc mắt kết tử, kể từ đó, chẳng phải là lại cho ta ghi lại nhất bút ngươi phải tiếp tục đi. Thanh mặt. Chẳng lẽ ngài bao che khuyết điểm không phải là hẳn là sao? Ai là ngài giải nắng dầm mưa thân cận nhất hộ vệ? Hắn xem như thấy rõ, hiện thời công tử là muốn vô luận dùng cái gì biện pháp, cũng không có thể lại đắc tội tiểu quận chúa, chẳng sợ đem hắn chấp tay đưa tiễn. Này trong kinh người người đều sợ tiểu cô nải nải, về sau cũng là của hắn tiểu cô nải nải. An hoa cẩm một đêm này ngủ tốt thấy, không biết là Trần Thái Y chén thuốc dùng được, vẫn là tại sao, hiếm thấy không nửa đêm kinh mộng. Chuyển ngày, nàng nương tựa mỗi ngày tỉnh lại canh giờ rời giường, luyện một cái canh giờ công, thần thanh khí sản tắm rửa thay quần áo sau, đang muốn kêu nhân đoan điểm tâm, tôn bá ở bên ngoài vui mừng nói, tiểu quận chúa, cố thất công tử đến đây, nói cho ngài đưa thuốc, thuận tiện bồi ngài dùng đồ ăn sáng. An hoa cẩm, sớm tinh mơ, đi lại cùng nàng dùng đồ ăn sáng hắn thật nhàn sao không cần của hắn hộ vệ đưa thuốc nàng thăm dò hướng ra phía ngoài xem xét liếc mắt một cái tôn bá cũng thật không coi cố khinh diễn là ngoại nhân trực tiếp đem nhân lĩnh tiếng của nàng sân này cũng chính là thông báo nàng một tiếng không cho hắn cự tuyệt cơ hội tuy rằng nàng cũng sẽ không thể cự tuyệt nàng tân một tiếng tùy ý nói cố thất công tử yêu ăn cái gì sắc trời còn sớm phân phó phòng bếp cấp cố thất công tử làm hai loại thích ăn lần đầu tiên đi lại cùng nàng dùng đồ ăn sáng muốn cảm tạ một chút thôi tôn bá nghe rõ ràng cười đầy mặt nếp nhăn hiền hòa xem cố khinh diễn thất công tử ngài yêu ăn cái gì chỉ để ý nói chúng ta quý phủ từ tiểu quận chúa trở về mỗi ngày bị gì đó đều thật đầy đủ hết ngài đừng khách khí cố khinh diễn tưởng thật cũng không khách khí miễn cười ôm vừa nói làm phiền tôn bá ta thích ăn giả tiên cô hãm mì vàng thắng có một chén là tốt rồi được rồi tôn bá vui mừng đẩy ra họa đường mành đem cố khinh diễn mời vào ốc lập tức tinh thần chấn hưng đi an hoa cẩm ngã nhất trảng điểm tâm sáng đổ lên cố khinh diễn trước mặt nhíu mày xem hắn tự mình đến đây thanh mặt đâu cố khinh diễn mỉm cười xem nàng buông ấm sắc thuốc hắn buổi tối đến ngươi luyện kiếm an hoa cẩm vừa lòng vẫn được, không bỏ được hắn người không cho nàng tha ma, lại hỏi, ngươi thật nhàn sao? Cố gia đệ tử, theo nàng biết, cũng không nhàn, có thượng tộc học, có bồi hoàng tử thượng nam thư phòng làm bạn đọc, có chuẩn bị trong tộc công việc vặt, hắn mặc dù còn chưa tập quan, từ lâu ra học, nhưng hắn hẳn là càng vội. Dù chưa chân chính vào triều, nhưng đã vào hàng lâm viện ba năm. Đích sát thanh nhàn, hôm nay sáng sớm, trời còn chưa sáng, bệ hạ phái trương công công cho ta truyền cái khẩu dụ, làm cho ta ngày gần đây không cần phải đi hàng lâm viện đinh mão. Vì sao? Bệ hạ nói ngươi hàng năm không ở kinh thành cuộc sống, sợ ngươi ở kinh thành không ngoạn bạn chơi đùa, làm cho ta cùng ngươi. An hoa cẩm. Nàng cảm ơn bệ hạ. Lời ngoài mặt. Đăng môn nhập thất. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 25 Cùng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cố khinh diễn là cố gia tối bạc tiêm nhân tài, khắp thiên hạ cũng có thể nói lại tìm không ra cái thứ hai, bệ hạ liền như vậy cho hắn thả giả cho hắn đi đến cùng nàng, an hoa cẩm không cần nghĩ đều có thể đoán được bệ hạ suy nghĩ cả đêm cân nhắc ra cái gì chủ ý. Còn không phải nghĩ đường công cứu quốc, làm cho nàng mỗi ngày xem cố khinh diễn, càng xem càng thích, sau đó vì hắn phế đi chiêu tế ở rễ tâm tư vui vui mừng mừng gả nhập cố gia không thể không nói bệ hạ âm thật sự tình không thể bên ngoài khuyên bảo đến cường ngạnh liền đến cái quanh co nàng cự tuyệt không được đừng nói nàng thật đúng cự tuyệt không xong cố khinh diễn mỗi ngày cùng dù sao cảnh đẹp ý vui điểm tâm đều có thể ăn nhiều hai chén càng không nói đến làm việc Khi cũng hẳn là là tâm tình tốt lắm chẳng sợ năm đó kia khúc mắt kết tử cũng không ảnh hưởng nàng tâm tình hảo đến mức bệ hạ tính toán vậy xem trận này kéo co ai trước rất không được nàng vui vẻ tiếp nhận rồi bệ hạ hảo ý nhất sửa mỗi ngày ăn bánh bao thịt đoạt cố khinh diễn trong chén vài cái mì vàng thắng ân quả nhiên là thưởng đến ăn ngon nhất cố khinh diễn tự hồ tâm tình cũng tốt lắm một chén mì vàng thắng bị an hoa cẩm đoạt đi rồi vài cái không đủ hắn cũng không ghét bỏ ăn nhiều của nàng một cái bánh bao thịt. Sau khi ăn xong, An Hoa cẩm cảm thấy cố khinh diễn thẩm mỹ quả nhiên mạnh hơn nàng, kiều chân uống trà xem tao nhã chậm rãi phẩm trà cố khinh diễn, trừ bỏ giả tiên cô hãm mì vàng thắng, ngươi còn yêu ăn cái gì? Liệt cái đang tự xuất ra, về sau mỗi ngày nhường phòng bếp đổi dạng làm cho ngươi. Cố khinh diễn cười khẽ. Ngươi cười cái gì? An Hoa cẩm nhìn hắn ta phát hiện ngươi thích ăn bánh bao thịt cũng tốt lắm ăn an hoa cẩm tôn bá thấy hai người ở chung thập phần hòa thuận không thôi hòa thuận còn lộ ra sợi thân cận vị đây là hắn vui nhất gặp hắn không nghĩ tới tính tình khác biệt thật lớn cố thất công tử vậy mà cùng tiểu quận chúa có thể như vậy hài hòa sẽ không cho nhau xem không hợp nhãn ngược lại cho nhau thưởng thức khẩu vị cũng hợp hắn nhạc a gặp lông mày không thấy ánh mắt bất kể là mì vàng thắng vẫn là bánh bao thịt hoặc là khác, tiểu quận chúa cùng thất công tử chỉ để ý phân phó, lão nô mỗi ngày nhường phòng bếp làm. Ăn gia nhà cũ này vài cái lão bột nhóm nhàng bao nhiêu năm. Đều nhanh nhàng ra phẫn, hiện thời cuối cùng có thể hầu hạ hai vị tiểu chủ tử. Toàn bộ nhà cũ bên trong, người người đều tinh thần chấn hưng, làm nên sống đến thập phần có lực nhi. Cố khinh diễn gật gật đầu, lấy quá bàn thượng giấy bút, thống khoái mà viết ra hắn thích ăn đồ ăn. Đồ ăn sáng, ngọ thiện, bữa tối, liệt cái đầy đủ hết. An Hoa cẩm ở một bên xem xét, chi chi chíp chíp một đống lớn, ngày quá tinh tế không tinh tế, theo này cái ăn thượng có thể nhìn ra. Cố thất công tử này ngày, quá thật đúng là tinh tế cực kỳ. Nàng cứng lưỡi một lát, đối hắn hỏi, ngươi đây là muốn đem chính ngươi chuyển đến ta an gia nhà cũ. Cố khinh diễn lược hạ bút, ôm nhuận cười, cũng không phải là không thể được. An Hoa cẩm biểu môi, nằm mơ cho dù là chiêu tế ở rễ nàng cũng không muốn hắn thầm nghĩ chiếm chút nhi của hắn tiện nghi nhiều xem vài lần mà thôi làm hôn phu không được cố khinh diễn cười đối nàng biểu cảm cũng không lắm để ý đem giấy bút giao cho nàng ngươi tới công bằng khởi kiến ngươi cũng liệt cái đan tử an hoa cẩm cầm lấy bút sói bút lông ở trong tay nàng một chút cũng không tao nhã xoát 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 viết cực nhanh không bao lâu liền liệt một trương đan tử đối lập cố khinh diễn sở liệt, nàng là cực đơn giản, có thể thấy được ngày cùng người giống nhau, quá thô ráp cực kỳ. Cố khinh diễn lấy quá lại cẩn thận nhìn lại xem, khen nói, chiêu thức ấy lối viết thảo viết vô cùng tốt, hàng lâm viện trương biên tu viết một tay hảo cùng thảo, ta xem ngươi chiêu thức ấy cùng thảo, đối lập hắn, chỉ có hơn chứ không kém. Không nghĩ tới ngươi ở trong quân còn có như vậy định tính luyện thành như vậy nhất bút hảo tự. An Hoa Cẩm đã đánh mất bút, ghé vào trên bàn, không luyện được không? Hắn gia gia quân côn hướng trên người nàng tiếp đón thời điểm nhưng là nửa điểm không trùng tay, liền cùng không phải là hắn thân cháu gái giống nhau. Hồi nhỏ hung hăng ai qua vài lần đánh sau, biết lão gia tử không lưu tình, cũng cũng không dám nhàn hạ không luyện. Nàng quay đầu nhìn cố khinh diễn tự, phiêu giật tuấn tú, như hắn người giống nhau, cảnh đẹp ý vui, nhất so nhất câu nhất hoa, tự thành một trường phái riêng, này tự đối nàng mà nói rất quen thuộc, đến mức vừa mới chỉ lo theo dõi hắn liệt cơm canh nhìn, không phát hiện hắn gia gia mấy năm nay lại hố nàng một phen. Cố khinh diễn thấy nàng theo dõi hắn liệt kê ra đang tử sau một lúc lâu không nói, cười hỏi, như thế nào? Đang nghĩ cái gì? An Hoa cẩm dương mắt, xem xét hắn, người mấy năm nay không phát hiện hàng năm đều quăng mấy trương bản chữ mẫu. Cố khinh diễn đã hiểu, cười nhẹ, mặt mày tràn ra, tiếng nói cũng hàm chứa ý cười, ngươi là nói hàng năm cố gia gia làm cho ta đều đưa mấy trương bản chữ mẫu đi Nam Dương. An Hoa Cẩm Nguyên lai nàng từ nhỏ luyện đến đại bản chữ mẫu, là xuất từ hắn tay. Nàng không nói gì một lát, méo máu, ngươi cũng không viết quá một trương cùng thảo bản chữ mẫu cho ta. Cố khinh diễn cười, đúng vậy, ta không viết cho ngươi một trương, cho rằng cô nương gia không tốt luyện này, nguyên lai là ta hiểu lầm. An tiểu quận chúa vô luận làm cái gì, đều là vô cùng tốt. Nam Dương Sơn Thanh Phong đạo trưởng một tay cùng thảo có một không hai thiên hạ, không vui thế tục dây dưa, không thu đồ đệ thụ nghiệp, bản chữ mẫu vạn kim không cầu, thế nhân đều thủ đoạn sợ là không có truyền nhân, không nghĩ tới ngươi cũng là luyện thành, hiện thời đã rất có thần vận, tiếp qua vài năm, sợ là có thể cùng chi giống hệt nhau. An Hoa cẩm hừ nhẹ, hắn là có cầu cho ta, đưa lên bản chữ mẫu cấp ông nội của ta, ông nội của ta bức ta luyện hai trương bất đồng bản chữ mẫu kia trương không hảo hảo luyện đều phải ai một chút đánh khi đó nàng nào biết đâu rằng đó là cố khinh diễn bản chữ mẫu cố thất công tử tài tình phong lưu truyền thiên hạ nếu là sớm biết rằng kia trương bản chữ mẫu là hắn nàng còn dùng bị đánh cứng rắn buộc sao sớm ngoan ngoãn luyện tập thanh phong đạo trưởng đam mê võ học thành si một tay cuồng thảo cũng là bởi vì ngộ kiếm pháp mà tập thành hắn có cầu cho ngươi, là về kiếm thuật. Ân, ừ, hắn cho ta một quyển cổ kiếm phổ tàn cuốn, làm cho ta giúp hắn tu bổ. Cái dạng gì cổ kiếm phổ tàn cuốn? Cố khinh diễn nhướng mày, Nam Dương Sơn tàn kiếm các còn có không đều toàn cổ kiếm phổ? Có. Ngươi muốn nhìn sao? An Hoa cẩm xem hắn. Cho ta xem. Cố khinh diễn gật đầu. An Hoa cẩm sờ tay vào ngực, lấy ra một quyển dùng thanh bố ôm mỏng manh tập ném cho cố khinh diễn. Cố khinh diễn tiếp nhận mở ra, chỉ thấy tập là da dê sở chế, bất quá 4 năm trương, mỗi một trang đều thiếu một khối, quả nhiên là cái không trọn vẹn không được đầy đủ bản thiếu. Hắn mỗi một trang chậm rãi lật tới lật lui. An hoa cẩm không xương cốt thông thường ghé vào trên bàn xem hắn, thiếu niên công tử, danh chấn thiên hạ, dung sắc như nguyệt, tài tình phong lưu, lại sinh cho cố gia, trên trời đối người này thật sự là quá dày yêu, cho hắn hết thảy những thứ tốt đẹp. Hắn ngồi ở chỗ này, cả người như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, không lóa mắt chói mắt, ôm nhuận ôm hoa hoàn toàn vừa vặn. Nhất chén trà nhỏ sau, cố khinh diễn ngẩng đầu, vừa chống lại nàng nhìn hắn nhìn không chuyển mắt ánh mắt, hơi hơi câu môi, cười hỏi, đẹp mắt. Đẹp mắt. An hoa cẩm gật đầu. Cố khinh diễn cười khẽ, đem tập buông, nói với nàng, này cổ kiếm phổ ngươi tìm hiểu bao nhiêu có thất tám phần tự hồ tổng có chỗ nào không thích hợp không thể thông hiểu đạo lý an hoa cẩm một năm đến cũng có chút nàng ngộ ra sau gì đó như là thiếu cái gì nhưng lại tìm không thấy thiếu địa phương cố khinh diễn gật đầu loại cảm giác này là được rồi bởi vì này bản cổ kiếm phổ là một quyển song kiếm hợp bích kiếm phổ một mình ngươi tự nhiên không có thể đem thông hiểu đạo lý an hoa cẩm sửng sốt một lát sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đâu. Lời ngoài mặt. Mì vàng thắng ăn ngon. Bánh bao thịt cũng tốt ăn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26 Gài 7 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cố gia thi lễ truyền thư, mấy trăm năm đến lấy văn xưng hậu thế, đương thời nhân nhắc tới cố gia, nhắc tới cố khinh diễn, khen hắn cái gì đều có, nhưng không có ngoại lệ, nói đều là của hắn văn thải kinh tài diễm diễm. Tiên ít người biết, cố khinh diễn không thôi tài tình phong lưu, cũng từ nhỏ tập võ, cho võ học một đạo đồng dạng khá cụ thiên phú. An Hoa cẩm biết cố khinh diễn nhất định sẽ võ công, bằng không ba năm trước cũng không thể phát hiện nàng đi theo hắn sau dễ dàng lợi dụng hắn địa bàn làm cho nàng không hoàn thủ lực đắn đo trụ nàng. Hiện thời bất quá nhất chén trà nhỏ công phu, hắn liền điểm ra đây là một quyển song kiếm hợp bích cổ kiếm phổ. Nàng không nghĩ thừa nhận bản thân bổn, nếu mày xem cố khinh diễn, làm sao ngươi làm được nhanh như vậy liền nhìn ra. Cố khinh diễn mỉm cười, Nam Dương Sơn Thanh Phong đạo trưởng tìm tới ngươi, thuyết minh ngươi trí tuệ phi thường, thả cho kiếm thuật thượng thiên phú cực cao, ngươi lấy đến không trọn vẹn chỉ có 3-4 phân kiếm phổ ngộ ra thất 8 phần, đã không phải là thường nhân có thể làm đến. Nhất định không phải là ngươi không thông minh vấn đề, thì phải là kiếm phổ bản thân vấn đề, tình huống gì hạ, ngươi luôn cảm thấy không thể thông hiểu đạo lý, lại tìm không ra vấn đề không rõ. Ta nghĩ, này bản kiếm phổ nhất định là một quyển song người kiếm phổ. Nhìn kỹ dưới, quả nhiên như thế. An hoa cẩm. Nàng xem cố khinh diễn, sau một lúc lâu, vui lòng phục tùng, ngươi lợi hại. Cố khinh diễn cười nhẹ, đối nàng hỏi muốn hay không chúng ta cùng nhau đến tìm hiểu. Có lẽ dùng không được bao lâu, ngươi có thể cấp thanh phong đạo trưởng một quyển đầy đủ hết cổ kiếm quá mức. Đi a. À. An Hoa cẩm đáp ứng thống khoái, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu. Dù sao nàng vào kinh vì cùng cố khinh diễn hôn ước, trừ bỏ này cọc chuyện này, cũng không chuyện khác nhi. Hảo. Cố khinh diễn gật đầu. An Hoa cẩm một lần nữa đề bút khởi sách, đem ngộ ra thất tám phần bỏ thêm vào thượng sau đó cùng cố khinh diễn cùng nhau tìm hiểu từ hắn tìm đến bổ không thiếu chỗ một lát sau cố khinh diễn thình lình hỏi ngươi trợ thủ đắc lực đều sẽ sử dụng kiếm làm sao lại không hướng xong kiếm chỗ tưởng an hoa cẩm thân mình cứng đờ giây lát mạnh giận trừng mắt hắn ba năm trước ngươi không đi mà là xem ta sao đến chính mình cùng bản thân đánh nàng hội dùng hai tay kiếm bất quá chưa bao giờ dễ dàng dùng, càng không ở cố khinh diễn trước mặt dùng quá, hiện thời hắn nhất ngữ nói ra, có thể thấy được chính là ba năm trước, hắn nói triệt, căn bản là không triệt, mà là trốn đi xem nàng nổi điên trải qua. Sắc mặt nàng bỗng chốc rất khó xem. Cố khinh diễn thấp khụ một tiếng, ta năm đó nghĩ ngươi tóm lại là vị hôn thê của ta, nếu là ta cũng không tốt cùng cố gia gia giao cho, liền đi mà quay lại. An hoa cẩm tức không chịu được, ta cảm ơn của ngươi đi mà quay lại. Nếu là năm đó ta chết, liền biến thành lệ quỷ, mỗi ngày cuốn quýt lấy ngươi, cho ngươi làm ác mộng. Cố khinh diễn mâu quan vừa động, thở dài một tiếng, nguyên lai like của ngươi kinh mộng chi chứng thật sự cùng ba năm trước có liên quan. An Hoa Cẩm Không ngờ như thế hắn là cố ý nhắc tới năm đó việc cho nàng gài bẫy, làm cho nàng mắc câu, xác định nàng kinh mộng chi chứng nguyên nhân. Nàng không nói gì sau một lúc lâu, khí nở nụ cười, cố khinh diễn, người đối nhân đối chuyện này, có phải là khắp nơi dùng hết tâm tư? Vô luận là loại người nào, chỉ cần ngươi tưởng đối phó, sẽ không ai có thể chạy ra lòng bàn tay ngươi. Cố khinh diễn lắc đầu, mâu quan nghiêm cẩn, thanh tuyền mâu sắc như nhất cung tinh thuần hồ nước, ta chỉ đối bản thân để ý nhân cùng chuyện này để bụng, bên cạnh cái gì không có quan hệ gì với ta nhân, không cần phải lo lắng. Nói nàng như vậy còn thật vinh hạnh an hoa cẩm nửa ngày không nghĩ nói với hắn cố khinh diễn nhìn nàng từ định ra hôn ước lão nam dương vương yêu cầu mỗi cách ba tháng làm cho hắn cùng hắn liên hệ một phong thơ hắn nói chính mình chuyện này mà lão nam dương vương nói an hoa cẩm chuyện hắn chính mình chuyện này không có gì có thể nói tầm thường đều là nhìn cái gì thư thêm vào tùy tính sao chút kinh thành gì đó đưa đi nam dương vương phủ mà lão nam dương vương gửi thư muốn phấn khích nhiều mỗi hồi đều là thật dày một phong đủ hắn coi trọng nửa ngày hà hà mò cá leo tường dở ngói cùng người đánh nhau đua ngựa đợi chút thật sự là phấn khích lộ ra nhiều năm như vậy tính liền không có trọng dạng quá theo tính bên trong có thể nghĩ đến một tiểu nha đầu đem bản thân sống tươi sống phô trương bộ dáng lúc đó hắn ngồi ở cố gia nhà cũ buộc vòng quanh toàn bộ nam dương đó là hắn ở trong sách nhìn không tới nam dương thậm chí khi thì tâm động khi tưởng cách kinh đi nam dương nhìn xem nhưng là hắn biết hắn nhất định không thể đi lúc đó của hắn nhất cử nhất động đều ở bệ hạ trong mắt không thể gạt được bệ hạ hắn đình chỉ suy nghĩ đối nàng hỏi hôm qua khả vừa sợ mộng an hoa cẩm không nghĩ để ý hắn cố khinh diễn cười nhẹ hôm qua chưa kinh mộng có thể thấy được trần thái y phương thuốc tử nổi lên dùng được an hoa cẩm không hé răng cố khinh diễn ôm vừa nói cởi chuông còn nhờ người buộc chuông, theo ta thấy, ngươi vẫn là uy ta một viên trăm sát tán đi. Của ngươi kinh mộng chi chứng từ đây sẽ tốt lắm. An Hoa cẩm hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không hạ thủ sao? Cố kinh diễn xem nàng, thở dài, ta đây bản thân đến. Ngay trước mặt ngươi. An Hoa cẩm tức giận, ta đây phỏng chừng càng hội làm ác mộng. Cố kinh diễn mỉm cười, nói với hắn là được, châm trước một lát, đối nàng hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta nên thế nào tài năng trị được của ngươi kinh mộng chi chứng? An Hoa cẩm xem hắn, dục tú dung sắc, khí khái thanh lưu, nội tình thiên thành, như thi như họa, bỗng nhiên không có hảo ý nói, bằng không, ngươi trụ đi của ta trên giường. Ta kinh mộng khi, ngươi kịp thời đem ta kéo ra đến. Cố kinh diễn. Hắn mặt ửng đỏ, lỗ tai cũng trèo lên đỏ ửng, mâu quan nhẹ nhàng như nước lưu động, một hồi lâu, thấp giọng nói, nếu là có thể trị của ngươi kinh mộng chi chứng, ta cũng không phải là không thể được. An Hoa cẩm kinh tháng xem hắn, sau một lúc lâu, nhìn với cặp mắt khác xưa, chật chật nói, cố kinh diễn, ngươi cũng thật bỏ được ra bản thân, ngươi cố gia không phải là môn phong thanh chính sao. Hiện thời ngươi đây là tưởng bản thân nhảy ra môn tường. Nha, ta nhớ ra rồi, ra cố gia, ngươi sẽ không là cố gia người. Cố kinh diễn ho khang đứng lên an hoa cẩm thưởng thức một lát hắn dung biến sắc hóa hừ hừ ta nếu là đêm nay đem ngươi kéo dài tới ta trên giường ngày mai sáng sớm bệ hạ liền dám đem ta đưa đi ngươi cố gia thành thân ngươi thiếu đúng như dự tính ta nói không gả ngươi sẽ không gả ngươi ngươi bỏ được ra bản thân mê hoặc ta cũng không được cố kinh diễn bất đắc dĩ than nhẹ an hoa cẩm một lần nữa mở ra tập đến tiếp tục cố kinh diễn gật gật đầu Hai người lại tìm hiểu đứng lên. Tôn Bá theo ngoại viện tiến vào, xem trong phòng hai người, có chút do dự, tiểu quận chúa, thiện thân vương phủ tiểu vương gia đến đây. Cố kinh diễn thủ một chút. An Hoa Cẩm không ngẩng đầu lên, hắn tới làm cái gì? Chưa nói làm cái gì, chỉ nói tới gặp gặp ngài. Không thấy. An Hoa Cẩm xua tay, nói cho hắn biết, không có chuyện gì đừng nữa tìm ta miễn cho hắn gia gia làm cho hắn lại quỳ từ đường tư quá. Tôn bá gật đầu, thống khoái đáp lên tiếng, bước chân gần đây khi mau, vội vàng đi. Ba năm trước, tiểu quận chúa cùng tiểu vương gia ân oán náo động đến đại, hôm qua đến kinh, lại náo động đến thiện thân vương chung quanh tìm người. Tôn bá cũng cảm thấy tiểu quận chúa về sau không cần lại cùng tiểu vương gia lui tới cho thỏa đáng, thiện thân vương thắc bảo bối nhà mình tôn tử, miễn cho tái khởi va chạm nhường thiện thân vương dơ chân lời ngoài mặt. Như vậy yêu mặt đỏ cố thất công tử. Xem mặt có thể ăn bát chén cơm an tiểu quận chúa nói chuyện yêu đương mà thôi, đừng cho bọn hắn thêm nhiều lắm diễn Nga, thật tình hát không đi tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27 Có thưởng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Sở thần không nghĩ tới bản thân ăn cái bế môn canh, hắn xem cười hề hề tôn bá lại nhìn nhìn cửa viện ngừng cố khinh diễn xe ngựa bất đồng nhân bất đồng mệnh hơi có chút một lời khó nói hết hắn bảo trì phong độ cười hỏi tôn bá tiểu quận chúa không thấy ta là vì đang chiêu đãi cố thất công tử đúng là theo tôn bá cố thất công tử là người trong nhà tiểu vương gia là ngoại nhân nơi này ngoại có thể giống nhau sao người trong nhà tự nhiên tùy đến tùy gặp không cần thông bỉnh là có thể trực tiếp nên tiếng tiểu quận chúa sân, ngoại nhân cũng không này đãi ngộ. Tiểu quận chúa không muốn gặp, đương nhiên phải đuổi đi. Bọn họ đang làm cái gì? Sở thần tò mò hỏi. Nhắc tới này, tôn bá mở ra máy hát, mặt mày đều là sắc mặt vui mừng, hận không thể đem hôm nay chuyện đã xảy ra chiêu cáo thiên hạ nhiều người người đều biết, nhà mình tiểu quận chúa cùng thất công tử thật sự là lại xứng bất quá, ở chung rất hòa thuận. Hắn mặt mày hớn hở nói, cố cô thất công tử sáng sớm đã tới rồi bồi ta gia tiểu quận chúa dùng xong đồ ăn sáng cố cô thất công tử thích ăn giả tiên cô hãm mì vàng thắng tiểu quận chúa thích ăn bánh bao thịt tiểu quận chúa đoạt cố cô thất công tử trong chén vài cái mì vàng thắng cố cô thất công tử mì vàng thắng không đủ ăn chỉ có thể đoạt tiểu quận chúa một cái bánh bao thịt sở thần này nói là cái gì loạn thất bát tao hắn không muốn nghe hắn quay đầu bước đi xoay người lên ngựa nói với tôn bá Xem ra nàng hôm nay không rảnh, đãi nàng có rảnh, ta lại đến. Tôn bá muốn nói tiểu quận chúa gần đây sợ là cũng chưa không, không đợi hắn nói, Sở Thần đã đánh ngựa đi xa. Sở Thần trở lại trong phủ, thần sắc mệt mỏi, đề không dậy nổi tinh thần. Thiện thân vương xem nhà mình ra từ đường tựu vãn ngoại bào bảo bối tôn tử, ánh mắt không phải là ánh mắt, cái mũi không phải là cái mũi hừ lại hừ, người ba ba ngay cả cơm cũng không ăn một miếng bỏ chạy đi an gia nhà cũ kia tiểu nha đầu đem ngươi đuổi ra ngoài sở thần ai oán xem xét thiện thân vương da da ta muốn ăn bánh bao thịt thiện thân vương buồn bực ngươi không phải là không thương nhất ăn bánh bao thịt ghét bỏ hôn ngấy oai sao ta từ hôm nay trở đi thích ăn sở thần ma nha nói muốn thịt heo giả tiên cô hãm thiện thân vương hắn xem xét sở thần tới gần một bước sờ sờ trán của hắn thần nhi ngươi đầu óc không bệnh đi bị bệnh, bệnh không nhẹ. Thiện thân vương. Ta vuốt ngươi không giống như là phát ra nhiệt độ cao. Nhưng vẫn là đối ngoại nói, nhanh đi thỉnh trong phủ đại phu đến, không được chậm trễ. Là. Không bao lâu, đại phu đã tới rồi, đưa tay cấp sở thần thỉnh mạch, một lát sau, cung kính nói, tiểu vương gia thân thể tốt thật. Thiện thân vương nhíu mày, ngươi xác định. Ta xem hắn này không tin thần bộ dáng, không giống như là rất tốt. Đại phu khẳng định nói, tiểu vương gia đích xác rất tốt, không tinh thần ước chừng là vì tâm tình không tốt, gần đây thời tiết oi bức không đổ mưa, quả thật làm cho người ta bị đè nén hoảng. Bất quá không ngại. Thiện thân vương hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, gật đầu, có thất bát mặt trời lặng trời mưa rồi, ta phải đi ngay tấu thỉnh bệ hạ, nhưng khâm thiên dám thỉnh vũ thần mưa xuống, hôm nay lại làm vậy hạng hạ đi nơi nào rất cao đại phu không kỳ quái thiện thân vương như thế bảo bối công tử bởi vì cái thời tiết không tốt liền lao động khâm thiên giám thỉnh vũ thần mấy năm nay như là việc này nhiều nhiều không kể xiết tiểu vương gia bị ca tụng là trừ bỏ cố thất công tử ngoại giỏi nhất đầu thai nhân có cái thời khắc bảo bối của hắn gia gia quả thực là hàm ở trong miệng thác ở lòng bàn tay không cần rất hạnh phúc đại phu lui xuống sau thiện thân vương nói với sở thần ta đây liền tiến cung thỉnh bệ hạ mau chóng an bày khâm thiên giám thỉnh vũ thần. Sở thần không ý kiến, hắn cũng cảm thấy hôm nay buồn nhân tâm phiền thật, hàng một trận mưa ước chừng thì tốt rồi. Bất quá hắn không quên chính sự, lặp lại, gia gia, ta muốn ăn giả tiên cô hãm bánh bao thịt. Hành hành hành. Cái này nhường phòng bếp làm cho ngươi. Thiện thân vương đáp ứng xoay người ra cửa phòng, phân phó hầu hạ người đi phòng bếp. Thiện thân vương phủ đầu bếp động tác lưu loát, rất nhanh sẽ làm tốt giả tiên cô hãm bánh bao thịt, đoan đến sở thần trước mặt. Nhân thiện thân vương phủ cho tới bây giờ chưa làm qua loại này cái ăn, phòng bếp quản sự tự mình thủ ở một bên, dè dặt cẩn trọng hỏi, tiểu vương gia, ngài nếm thử, nếu là làm không tốt, nô tài nhường phòng bếp nhân lại một lần nữa làm. Sở thần thử cắn một ngụm bánh bao thịt, nhất thời có tinh thần, ân, ăn ngon. Phòng bếp quản sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười theo nói, ăn ngon là tốt rồi, ngày sáng nay chưa ăn cơm, ăn nhiều vài cái. Sở thần liên tục gật đầu, một hơi ăn ba cái, cuối cùng cảm thấy trong lòng thư thái, hô qua nhân phân phó, người đâu, thưởng. Phòng bếp quản sự mặt mày hớn hở. Thưởng an gia nhà cũ đầu bếp mỗi người 10 chiếc bạc. Sở thần đứng lên, rửa tay, chỉ vào một người, khánh hỷ, ngươi tự mình đưa đi an gia nhà cũ, nhất định cần phải phải làm mặt thưởng cho đầu bếp nhóm phòng bếp quản sự khánh hỷ đều không rõ vì sao bên trong phủ đầu bếp làm giả tiên cô hãm bánh bao thịt ăn ngon lại muốn thưởng an gia nhà cũ đầu bếp đây là cái gì đạo lý cách một cái phủ tiểu vương gia này thưởng cũng thưởng quá xa thôi sở thần bàn tay to vung lên được rồi các ngươi đều đi xuống đi phòng bếp quản sự cùng khánh hỷ đối xem một cái nhất tề lui xuống phòng bếp quản sự ra sở thần sơn vẫn là không hiểu ra sao, hắn quản phòng bếp du thủy đại, cũng không phải bởi vì bạch vội một hồi không được tiểu vương gia thưởng trong lòng không thoải mái, chỉ là rất là buồn bực khó hiểu, hắn túng khánh hỉ hạ giọng hỏi, khánh hỉ, tiểu vương gia vì sao phải thưởng an gia nhà cũ đầu bếp? Khánh hỉ lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn là thật không hiểu, mỗi ngày tiểu vương gia đi nơi nào, đều mang theo hắn, làm cho hắn đi theo, hôm nay tiểu vương gia không dẫn hắn phòng bếp quản sự nhỏ giọng nói ngươi không là muốn đi an gia nhà cũ sao muốn gặp an gia nhà cũ đầu bếp rất hỏi một chút khánh hỷ gật đầu thật là muốn hỏi một chút một lúc lâu sau tôn bá bẩm báo an hoa cẩm tiểu quận chúa thiện thân vương phủ lại đến người an hoa cẩm nhíu mày lại tới nửa ai là tiểu vương gia bên người hầu hạ nhân khánh hỷ nói phụng tiểu vương gia chi mệnh muốn thưởng chúng ta trong phủ đầu bếp công bá cũng ngạc nhiên buồn bực lão nô hỏi nguyên nhân cái gì cũng không hỏi ra đến chỉ nói tiểu vương gia thưởng một người mười lượng bạc an hoa cẩm ở trong đầu qua một lần không thăm dò sở thần ý đồ vô tình xua tay sở thần đầu óc có bệnh phỏng chừng là trong nhà tiền đôi nhiều lắm ngươi nhường trong phủ mọi người đi phòng bếp lĩnh thưởng đưa lên cửa bạc không cần mới phí phạm tiểu quận chúa này không tốt lắm đâu vô công không chịu lọc tôn bá là cái người chánh trực an hoa cẩm không ngẩng đầu lên có cái gì không tốt dứt lời nàng ngẩng đầu hỏi cố khinh diễn ngươi cảm thấy không tốt lắm sao cố khinh diễn mâu quan khinh động hơi hơi mỉm cười nói với tôn bá tiểu quận chúa nói như thế nào liền như thế nào tốt lắm là tốt là xấu tiểu quận chúa trong lòng đều có một cây xứng cân nhắc tiểu quận chúa nói không ngại nghe theo chính là là lão nô phải đi ngay đem nhân lĩnh tiến vào công bá cảm thấy thất công tử thực trong sáng nói thực có đạo lý đối cố khinh diễn hảo cảm lại nhiều nhất trọng cố khinh diễn ôn thanh bổ sung một cái khánh hỉ mà thôi liền không cần mang đến cấp tiểu quận chúa thấy công bá liên tục gật đầu tiểu quận chúa ngay cả tiểu vương gia cũng chưa công phu gặp hắn bên người khánh hỉ tự nhiên càng không công phu bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 Thỉnh Vũ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com An gia nhà của mọi người cộng lại, cũng bất quá mười mấy cái. Mọi người theo An Hoa cẩm phân phó đi phòng bếp lĩnh thưởng, lấy đến thưởng ngân sau, cũng đều là một mặt mộng. Khánh Hỷ từ nhỏ ở sở thần bên người lớn lên, cách tam xóa ngủ cùng tiếng cung, là cái quán hội sát ngôn quan sát hắn vừa thấy mọi người biểu cảm không cần hỏi chỉ biết hỏi cũng là hỏi không chỉ sợ bọn họ đều không biết vì sao tiểu vương gia đem thưởng ngân đưa đến nhân gia phòng bếp hắn chỉ có thể treo đùa tâm nhãn nói bóng nói gió hỏi phòng bếp một gã đầu bếp nữ đại nương hôm nay đồ ăn sáng ngài làm cái gì đại nương cười ha hả nói cấp ta gia tiểu quận chúa làm bánh bao thịt cấp cố thất công tử làm giả tiên cô hãm mì vàng thắng khánh hỷ đã hiểu hắn gia tiểu vương gia não đường về cùng thường nhân bất đồng, chuyện này nhi nguyên nhân phỏng chừng liền tại đây hai loại cái ăn thượng. Hắn từ tôn bá đưa ra an gia nhà cũ, ở cửa cáo biệt khi, tôn bá cũng nhịn không được hỏi, thứ lão nô hồ đồ, tiểu vương gia thế nào đột nhiên cho ta gia phòng bếp đưa thưởng ngân đến. Khánh hỉ một lời khó nói hết nói, ta gia tiểu vương gia ước chừng tâm tình hảo. Tôn bá ha ha, ha cười, đa tạ tiểu vương gia, lão nô chúc tiểu vương gia mỗi ngày tâm tình hảo. Khánh Hỷ cũng đi theo cười, tiểu vương gia tâm tình hảo, lão vương gia liền tâm tình hảo, chúng ta làm nô tài hầu hạ cũng thoải mái. Hắn thật sự không dám nói chuyện này về sau còn có hay không hồi hai, lại không dám ngóng trong tiểu vương gia tâm tình không tốt. Trở lại thiện thân vương phủ, Khánh Hỷ hướng sở thần hồi bẩm, tiểu vương gia, tổng cộng thưởng ra 150 lạng bạc. Ân. Ừ sở thần không lắm để ý không đi tâm địa nói an gia nhà cũ ở phòng bếp đương sai nhân không ít a à. khánh hỷ không nói gì một lát nghe nói tiểu quận chúa nghe nói tiểu vương gia muốn thưởng phòng bếp liền nhường an gia nhà cũ mọi người tụ tập đi phòng bếp trừ bỏ quản gia tôn bá người người đều bị thưởng gặp giả có phân kỳ thực phòng bếp hầu hạ chỉ ba người sở thần sửng sốt một chút cười to không có nửa điểm mất hứng khi tiểu nha đầu có đưa lên cửa tiện nghi khả chiếm, đương nhiên sẽ không khách khí. Ngươi thấy nàng sao? Khánh Hỷ lắc đầu, không có, nghe nói tiểu quận chúa đang ở vội vàng. Sở thần thu cười, hừ một tiếng, vội vàng cùng cố kinh diễn đàm phong làm nguyệt, nhìn đến trưởng tốt nam nhân trong mắt sẽ không người khác. Tiền đồ. Khánh Hỷ gục đầu xuống. Sở thần khoát tay, được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Khánh Hỷ dương mắt xem xét sở thần liếc mắt một cái, thấy hắn tự hồ lại tâm tình không tốt, không dám phỏng đoán, yên lặng lui xuống. Thiện thân vương đối đãi sở thần chuyện cho tới bây giờ đều thượng 120 phân tâm, hắn thuận lợi vào cung, ở Nam Thư phòng thấy hoàng đế. Hoàng đế thập phần hiểu biết thiện thân vương tỳ khí, nghe nói hắn đến, liền suy đoán sở thần ước chừng lại ra chuyện gì. Nhiều năm như vậy, hắn này tôn tử liền cùng cục cưng quý giá trong mắt giống nhau, Cách tam xóa ngũ tìm thượng hắn, hữu lý yêu cầu ma thượng thập phần, không để ý yêu cầu ma thượng tám phần, thế nào cũng phải đạt thành mục đích không thể, thân là hoàng đế, có đôi khi cũng lấy hắn vị này vương thúc không có biện pháp. Bệ hạ, lão thần có một chuyện thỉnh cầu bệ hạ ân chuẩn. Thiện thân vương chắp tay chào sau thanh âm vang dội. Hoàng đế buông tấu chương, vương thúc mời nói. Xuân hạ thời tiết, vốn nên nhiều mưa, nhưng hôm nay đã có thất bát ngày không từng trời mưa rồi, mà nông vật đúng là tưới thời điểm. lão Trần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, nhưng khâm thiên giám cầu vũ. còn như vậy khô hạn đi xuống, thật là cho nông vật bất lợi. một khi nông vật tưới bất lợi, liền sẽ ảnh hưởng dân chúng thu hoạch cùng thiên hạ dân sinh, quả thật là đại sự nhi. hoàng đế nhíu mày, mới thất bát ngày mà thôi, trước mắt còn dùng không đến nhường khâm thiên giám hưng sư động chúng cầu vũ đi dùng được đến. Thiện thân vương kiên quyết nói, ít hôm nữa tử nhất dài, lại cầu vũ liền chậm. Bệ hạ ngẫm lại, tiền triều đại hạng chi năm, ba tháng vô vũ, sổ lấy mười vạn kế dân chúng khỏa lạp vô thu, kiến nguyên đế vận dụng quốc khố giúp nạn thiên tai, cơ hồ vét sạch quốc khố, một năm đại hạn, mười năm vận mệnh quốc gia trệ ngừng, dữ dội đáng sợ. Hoàng đế vẫn là lắc đầu, tiền triều kiến nguyên đế trong năm ba tháng đại hạn, hiện thời vừa thất bát ngày, có lẽ quá không hai ngày còn có vũ vạn nhất không có đâu thiện thân vương triệt khởi tay áo bệ hạ ngươi xem thần chỉ mặc một tầng áo đơn liền đã hãng ẩm năm nay khốc nhiệt tới quá sớm thật sự khó bảo toàn có phải là cái đại hạn chi năm ngươi này nam thư phòng hàng năm lúc này còn sâu hơn là mát mẻ nhưng là năm nay sớm liền dùng thượng băng bực này bất thường chính là điềm báo trước hoàng đế nhìn thoáng qua trên đất để băng bồn lại hướng ra phía ngoài xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua cao cao ngày, bị thuyết phục vài phần, lại chờ cái ba năm ngày, nếu là không đổ mưa, lại cầu không muộn. Bệ hạ, đã muộn, mọi việc nghi sớm không nên trì. Lại nói khâm thiên dám cầu vũ, cũng muốn chuẩn bị cái một hai ngày. Thiện thân vương hạ quyết tâm, hôm nay nói cái gì cũng muốn nhường bệ hạ hạ chỉ, cũng không tin bằng vào hắn tam tất kim lưỡi khai không ra nhiều đóa hoa sen hoàng đế lược hạ bút, vương thúc, ngươi lời nói thật cùng trẫm nói, ngươi như vậy vội vã cầu vũ, là ngươi trong phủ lại ra chuyện gì? Không có. Thiện thân vương mới không hội bán đứng nhà mình tôn tử, thật sự là lão thần lo lắng quốc sự. Hoàng đế hừ một tiếng, bản khởi mặt, vương thúc. Ngươi hàng tháng chỉ mồng một mười lăm đại hướng hội khi lần trước hướng. Đừng cùng trẫm nói cái gì quan tâm quốc sự. Thiện thân vương ho khang một tiếng, lão thần mặc dù cho triều chính vô thậm cống hiến, nhưng dù sao mấy tuổi một bó to, đại hạn chi năm điềm báo phần lớn như thế, nếu là bệ hạ không tin, vừa vừa nhân lật xem điển tịch, tuy rằng lúc này cầu vũ, không khỏi có chút sớm, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mời vũ thần, sớm đổ mưa, trăm lợi mà không một hại. Hoàng đế gặp hỏi không ra đến, cũng biết thiện thân vương sẽ không từ bỏ ý đồ, dứt khoát không lại cùng hắn vô nghĩa, ân ngươi nói cũng có đạo lý trẫm cái này sai người ra điển tịch lại phái người đi khâm thiên giám hỏi một hai như đúng như vương thúc lời nói trẫm liền chuẩn thiện thân vương lập tức nói bệ hạ không cần phái người lão thần đi xem đi khâm thiên giám là được hoàng đế liếc mắt nhìn hắn phân phó người bên cạnh đi trương đức ngươi cùng thiện thân vương đi khâm thiên giám là bệ hạ trương công công vội vàng lên tiếng trả lời đối thiện thân vương chắp tay vương gia xin mời. Thiện thân vương gật gật đầu, đi theo trương công công ra nam thư phòng. Hoàng đế ở thiện thân vương rời đi sau, xoa xoa mi tâm, lại nhìn nhìn trên đất băng bồn cùng bên ngoài khốc nhiệt thời tiết, bỗng nhiên cũng có chút không nắm chắc được, hô qua một người phân phó, người đi tìm cố khinh diễn, hắn đọc lướt qua bách gia tùng thư, thông hiểu thiên văn địa lý, bác học cổ kim, thay trẫm hỏi một chút hắn, năm nay còn chưa chân chính nhập hạ, đã qua sớm khô nóng, sách cổ ghi lại hay không có này bất thường y theo. Đây là phủ thuyết minh năm nay là đại hạn chi năm chinh triệu. Là, nô tài phải đi ngay. Một gã tiểu thái giám vội vàng đáp ứng, chạy ra nam thư phòng. Tiểu thái giám đầu tiên là đi cố gia, nghe nói cố khinh diễn đi an gia nhà cũ, lại chạy nhanh đi vòng đi an gia. Tôn bá cảm thấy hôm nay cũng thật náo nhiệt, tiễn bước này, nên đón cái kia, hắn đem ở nam thư phòng hầu hạ tiểu thái giám cung kính nghênh vào phủ trung dẫn hắn đi an hoa cẩm sân gặp cố khinh diễn cố khinh diễn thấy tiểu thái giám sau châm chức suy nghĩ một lát đáp lời thiên khải ba năm tháng tư khốc nhiệt băng cung ứng không đủ thích năm đại hạn thiên khải mười năm tháng tư khốc nhiệt hai tháng chưa mưa xuống ào ào lấy hầm tế mát thành khang năm năm tháng tư khốc nhiệt một tháng chưa mưa xuống nguyệt sau đột nhiên mưa to tầm tả kéo ba tháng, thiên hạ đại lạo. Hiện thời thời gian thượng sớm, sách cổ ghi lại tháng tư khốc nhiệt có hạn có lạo, tạm còn nhìn không ra. Tiểu thái dám gật đầu, dụng tâm ghi nhớ. Cố khinh diễn mỉm cười, xin hỏi tiểu công công, bệ hạ vì sao đột nhiên hỏi năm nay thiên tượng. Tiểu thái dám nhỏ giọng nói, thiện thân vương tiến cung, thỉnh chỉ nhường khâm thiên dám cầu vũ, nói năm nay có đại hạn hiện ra. Cố kinh diễn gật đầu, đã hiểu. Tiểu thái giám cáo từ rời đi, tôn bá đem nhân tự mình tống xuất đi. An hoa cẩm luôn luôn tại một bên nghe, tiểu thái giám rời đi sau, nàng đối cố khinh diễn hỏi, chẳng lẽ là sở thần lại làm yêu? Bằng không thiện thân vương nhàn đảng đau không? Sớm như vậy quan tâm thiên hạ không đổ mưa. Hắn quan tâm nhất là hắn tôn tử. Cố khinh diễn gật đầu, tám chín phần mười. An hoa cẩm biểu môi, mới thất bát ngày không đổ mưa mà thôi, sở thần phi nhường đổ mưa làm cái gì? Có lẽ hắn tâm tình không tốt. An hoa cẩm chật chật một tiếng, một cái tâm tình không tốt, liền như vậy hưng sư động chúng, hắn cũng liền gửi hồn người sống ở thiện thân vương phủ đi. Nếu là gửi hồn người sống ở nhà của ta, như vậy làm, đã sớm bị bóp chết. Cố kinh diễn thấp cười ra tiếng. Lời ngoài mặt. Trừ bỏ bị bóp chết, còn có thể bị quân côn đánh chết, lão Nam Dương Vương là một cái lấy quân côn hướng cháu gái trên người kén ánh mắt cũng không trách nhân, trước tiên hiểu biết hạ hạ o, o. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 29 Gõ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trương Công Công cùng Thiện Thân Vương đến Khâm Thiên Giám, Khâm Thiên Giám một đám người biết hai người ý đồ đến sau, hai mặt nhìn nhau. Nhiều năm như vậy, Thiện thân vương làm rất nhiều thình lình xảy ra mạch danh kỳ diệu Việt, hướng giả cao thấp, tam tỉnh lục bộ đều từng bị hắn lấy đủ loại lý do lao động quá, nhưng vẫn là hồi một đến kinh động này không thiên giám. Tư lịch sâu nhất chức quan cao nhất trần giám chính châm trước một lát, nhìn thoáng qua bồi ở một bên bệ hạ thân tính trương công công, không phải là ngồi không hắn cũng ít nhiều minh bạch bệ hạ ý tứ. Vì thế, vuốt chồng râu nói, thiện thân vương nói có đạo lý, bất quá việc này tư sự thể đại. Dung hạ quan chờ suy tính một phen, dù sao Khâm Thiên giám thỉnh vũ thần mưa xuống cũng là nhất kiện hưng sư động chúng đại sự, không thể đơn giản định luận. Thiện thân vương gật gật đầu, cũng là dễ nói chuyện, ân, việc này tư sự thể đại, lão phu cũng là ưu quốc ưu dân, mới mời bệ hạ đến đi này một chuyến. Trần giám chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiện thân vương không lập tức nhường Khâm Thiên giám động đứng lên là được, hắn trước quan vọng một hai thiên lại nói cũng có thể biết rõ ràng rốt cuộc thỉnh không rõ vũ thần thỉnh lời nói thế nào cái thỉnh pháp là gây chiến vẫn là ý tứ ý tứ bất quá năm nay đích xác khốc nhiệt đến sớm việc này đích xác muốn nghiêm cẩn đối đãi trương công công toàn bộ quá trình không nói lời nào chỉ cùng thiện thân vương đi rồi cái quá trường hai người ra khâm thiên dám sao hắn lại tặng đưa thiện thân vương đợi hắn ra cung sau hắn sẽ gặp đi đối hoàng đế phục mệnh khâm thiên dám nói như thế nào Hoàng đế gặp Trương Công Công trở về, ngẩng đầu hỏi. Trương Công Công đem sự tình trải qua, khâm thiên giám trần giám chính nguyên thoại một chữ không kém hồi phục một lần, lại đem thiện thân vương đối với khâm thiên giám thật dễ nói chuyện thái độ đề ra, không phát biểu bản thân ý kiến, thân phận bãi thật chính, bệ hạ không hỏi, tuyệt không lắm mồm. Hoàng đế gật gật đầu, vương thúc cho tới bây giờ sẽ ở trẫm trước mặt dơ chân, theo lý tranh biện, ra này nam thư phòng, hắn nhưng là cũng không làm khó nhân. Ngươi đi hỏi thăm một chút, hôm nay sở thần ra chuyện gì? Là. Trương Công Công cung kính lui xuống. Thiện thân vương phủ có hoàng đế nhân, tin tức rất nhanh sẽ hỏi thăm trở về. Trương Công Công không nghĩ tới tiểu vương gia hôm qua bị đóng cả đêm Phật đường. Hôm nay ra Phật đường đồ ăn sáng cũng chưa ăn bỏ chạy đi an gia nhà cũ, chưa tiến vào an gia môn. Trở lại thiện thân vương phủ sau ghét mênh mông muốn ăn giả tiên cô hãm bánh bao thịt, sau thiện thân vương liền tiến cung thỉnh bệ hạ nhường khâm thiên giám cầu vũ. Này đều cái gì cùng cái gì a? À? Trương Công Công trong lòng oán thầm một lát, chi tiết bẩm báo hoàng đế. Xem ra nguyên nhân là ra ở An Gia nhà cũ. Hoàng đế lượt hạ bút, đến hỏi hỏi trẩm phái đi cố gia gặp cố khinh diễn nhân hồi có tới không? Nếu là đã trở lại, làm cho hắn tiến đến đáp lời. Hắn muốn biết cố khinh diễn có nghe hay không lời nói của hắn đi cùng An Hoa Cẩm trương công công lên tiếng trả lời đi không bao lâu tên kia tiểu thái giám vội vàng vào nam thư phòng quỳ xuống sau đem cố khinh diễn nguyên thoại một chữ không kém lưng một lần hoàng đế hỏi mấy vấn đề thí dụ như ở nơi nào nhìn thấy cố khinh diễn lúc đó hắn bên người có ai ở làm gì tiểu thái giám đem bản thân chứng kiến nhất nhất đáp sau làm cho hắn lui xuống hoàng đế trong lòng rất là vừa lòng xem ra cố khinh diễn rất nghe lời sáng sớm phải đi bồi an hoa cẩm thả không bị An Hoa Cẩm đánh ra đến, đã nói lên hai người ở chung hòa hợp, có thể thấy được đúng như An Hoa Cẩm theo như lời, nàng duy nhất cố kỵ chính là An Gia truyền thừa, mới không đồng ý cửa này hôn sự nhi, cùng cố kinh diễn hiểu lầm thực không tính cái gì, hôm qua lời nói không hồ lộng hắn. Nhưng này truyền thừa chiêu tế ý tưởng, cũng đích xác làm cho hắn cảm thấy rộn lòng. Nếu là An Hoa Cẩm đều nói rõ, hắn như trước cường ngạnh thúc đẩy hai người hôn sự nhi, không khỏi nhường thế nhân cảm thấy hắn người hoàng đế này đối trung thần tướng môn quá mức cay nghiệt thiếu tình cảm. Hiện thời chỉ có thể dùng quanh co biện pháp, chỉ cần an hoa cẩm đồng ý, bỏ qua một bên chiêu tế ở rễ ý tưởng, vui vui mừng mừng gã nhập cố gia, hắn liền sẽ không bị người nói, tóm lại này một môn hôn sự nhi, nhất định phải thành. Bằng không an gia trăm vạn binh mã, một khi lão Nam Dương Vương mất, không có Nam Dương Vương phủ xuất lĩnh, cho ai hắn yên tâm an hoa cẩm tuy là cái tiểu nha đầu nhưng từ nhỏ sinh trưởng ở nam dương quân doanh mặc dù lão nam dương vương mất có nàng ở như trước là nam dương quân quân hồn cùng trung tâm an gia chỉ cần có nàng ở nam dương quân tâm liền sẽ không tán mặc dù giải tán còn có một đám hỏi cố gia giúp đỡ đè nặng chỉ có như vậy thiên sở mênh mông đại quốc mới sẽ không loạn như trước tứ hải an bình hắn như trước có thể vô tư đến mức tương lai hắn còn có thể sống chút năm ở trước khi lâm chung đem này nhất sạp thu thập bất lưu tai họa là được hoàng đế suy nghĩ một trận chỉ cảm thấy trong lòng so với hôm qua rất là thoải mái chút đối trương công công phân phó ngươi lại đi khâm thiên giám một chuyến đem cố khinh diễn nguyên thoại nói cùng trần giám chính làm cho hắn cẩn thận suy tính nghiêm cẩn đối đãi việc này không thể sơ sẩy hai ngày sau trẫm muốn nghe của hắn trả lời thuyết phục là Trương Công Công lập tức xoay người. Đợi chút. Hoàng đế nghĩ nghĩ, lại bảo trụ hắn, làm cho người ta đi ngự thiện phòng một chuyến, phân phó ngự trù làm nhất thế giả tiên cô hãm bánh bao thịt đưa đi thiện thân vương phủ, đã nói trẫm ban cho Sở thần, xem hắn ăn xong. Trương Công Công vội vàng lại xác nhận. Hoàng đế một lần nữa cầm lấy tấu chương, hắn muốn nhường thiện thân vương cùng Sở thần minh bạch, bọn họ có chuyện gì, đều không thể gạt được hắn. Quân chính là quân, không tốt như vậy hồ lộng, coi như là hôm nay Thiện thân vương tiến cung sao gõ. Trương công công tự mình đi khâm thiên giám, phái một cái tiểu thái giám đi ngự thiện phòng. Sau nửa canh giờ, ngự thiện phòng đem giả tiên cô hãm bánh bao thịt làm tốt, bỉnh Trương công công sau, Trương công công suy nghĩ một phen, tự mình mang theo nhân dẫn theo bánh bao thịt ra cung đưa đi Thiện thân vương phủ. Sở thần đồ ăn sáng ăn hương, nhưng là không hương đến ngọ thiện tiếp tục ăn bánh bao thịt cho nên, làm trương công công tự mình mang theo nhân dẫn theo bánh bao thịt đi đến trước mặt hắn khi, hắn xem kia lớn như vậy nhất chân thế bánh bao thịt, không tốt lắm tâm tình thật sự không thể nói rõ tuyệt vời. Bệ hạ còn muốn cho nhân xem hắn ăn xong, hắn nếu là đều ăn, phi sanh tử hắn không thể. Hoàng cung ngự thiện phòng bánh bao thịt đều là làm lớn như vậy sao? Hắn không ngốc, xem một lát, lại xem trương công công ha ha mang cười mặt, minh bạch hôm nay hắn gia gia tiến cung lại đắc tội bệ hạ nhiều năm như vậy hắn cũng thói quen hắn gia gia chỉ cần vừa đi tìm bệ hạ trở về bệ hạ nhất định ban cho cho hắn một chút cái gì nói ban cho kỳ thực là gõ cái thói quen này kéo dài lâu như vậy cố tình hắn cùng hắn gia gia cũng chưa dài tâm dài trí nhớ lần sau tiếp tục phiền toái bệ hạ tiếp tục gặp gõ sở thần ứng phó chuyện này có kinh nghiệm trong lòng đánh cái chuyển cười nói đa tạ hoàng thúc ban cho, ta trước kia không thích ăn bánh bao thịt, đó là không phát hiện bánh bao thịt hảo ăn chỗ, hôm nay may an tiểu quận chú mới hiểu được, ta được cảm ơn nàng, hoàng thúc ưu ái ta, nhưng ta cũng không thể một người ăn mảnh, như vậy đi, hoàng thúc cũng không nói này bánh bao thịt nhất định phải ở nhà ăn, cũng không nói nhất định phải ta một người đều ăn, không bằng ta đây thì lấy đi ăn gia. Nhà cũ cùng tiểu quận chúa cùng nhau ăn, cũng tốt giáp mặt cảm ơn tiểu quận chúa trương công công ho khang một tiếng nhắc nhở hắn tiểu vương gia ngài cùng tiểu quận chúa cùng nhau ăn lời nói không sẽ đánh lên đi này bánh bao thịt nhưng là ngự ban thưởng không thể đánh phiên bằng không là muốn bị vấn tội không có ngươi yên tâm là được ta hiện thời cùng nàng hòa hảo sở thần nhất lên bánh bao thịt nói đi là đi đi thôi công công ngươi cũng thuận tiện đi an gia nhà cũ làm khách hắn cũng không tin có bệ hạ ngự ban cho bánh bao thịt, có bệ hạ bên người Trương công công cùng, kia tiểu nha đầu còn đem hắn cự chi ngoài cửa. Vô luận nói cái gì, hắn hôm nay cũng muốn tiến an gia nhà cũ nhìn một cái nàng cùng Cố Khinh Diễn đang làm cái gì. Làm sao lại không muốn gặp hắn? Lời ngoài mặt. Tình địch tới cửa. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 30. Đường khối bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ngọ thiện ăn cái gì an hoa cẩm đã tưởng tốt lắm cứ dựa theo cố khinh diễn cái kia đang tử bày ra đến tôn bá được an hoa cẩm phân phó vô cùng cao hứng phân phó phòng bếp đi làm tới gần buổi trưa phòng bếp phái người đến truyền lời hỏi tiểu quận chúa cùng cố thất công tử khả bận hết nếu là bận hết phòng bếp đem ngọ thiện bưng lên an hoa cẩm thân cái lười thắt lưng hôm nay có cố kinh diễn cùng nàng cùng nhau cân nhắc kia bản không trọn vẹn kiếm phổ, thu hoạch quá nhiều, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn còn chưa có bổ toàn, nhưng đã khuy đến con đường, không dùng được mấy ngày, nàng nghĩ có thể cho phàm chân nhân một quyển hoàn chỉnh kiếm quá mức, cũng coi như trả lại hắn năm đó truyền cho nàng một tay cùng thảo nửa thầy trò tình. Nàng dương mắt nhìn thoáng qua sắc trời, khoát tay, ngọ thiện đã làm tốt, bưng lên đi. Tôn bá lên tiếng, vội vàng vui tươi hớn hở phân phó đi xuống đúng lúc này môn đồng đến bẩm nói thiện thân vương phủ tiểu vương gia cùng bệ hạ bên người trương công công đăng môn an hoa cẩm văn ngôn nhíu mày sở thần lại tới làm cái gì còn đi theo trương công công môn đồng lắc đầu nhưng tiểu vương gia đi theo bệ hạ bên người trương công công đến cho nên hắn không dám hỏi nhiều an hoa cẩm nhìn về phía cố khinh diễn ngươi nói sở thần có phải là khác một chút đến cọ ăn cọ uống liền bởi vì ta hôm qua gõ hắn một chút rượu hắn muốn tìm bổ trở về cố khinh diễn mâu quan khinh động không nhất thiết ước chừng cùng thiện thân vương mới vừa rồi tiến cung có liên quan bệ hạ gõ thiện thân vương phủ sở thần không ngốc phỏng chừng là muốn bắt ngươi làm tấm mộc ân An Hoa Cẩm không biết là nàng từ nhỏ đến lớn trừ bỏ bách cho bất đắc dĩ ba năm trước bị cố khinh diễn uy một viên trăm sát tán cho hắn làm một hồi tấm một ngoại, còn hội dễ dàng như vậy cho người khác làm tấm một. Nàng cân nhắc nói, ngươi nói, ta nếu là ngay cả bệ hạ bên người thân tính trương công công cũng cự chi ngoài cửa, bệ hạ sẽ trách tội ta không? Cố khinh diễn mỉm cười, trách tội đổ không nhất thiết, chỉ sợ truyền ra đi, có người nói ngươi mục vô bệ hạ, bệ hạ hiểu ý lý không quá thoải mái đi bệ hạ trong lòng đối ai một khi không thư người kia khoảng cách quá khổ sở ngày sẽ không xa giờ phút này nàng còn không đồng ý nhường bệ hạ đối nàng không vừa mắt dù sao hiện thời nàng trả lại cho bệ hạ ra nang đề đâu không thể quá mức hỏa an hoa cẩm phân phó tôn bá ngươi tự mình đi tiếp đưa bọn họ thỉnh đi trước mặt phòng tiếp khách tôn bá đáp ứng một tiếng lập tức đi nghĩ rằng này tiểu vương gia là chuyện gì xảy ra nhi. Phi muốn cùng hắn gia tiểu quận chúa không qua được. Hôm nay đến đây một lần lại đến một lần, Phi muốn tìm tiểu quận chúa đánh hắn một chút sao. An Hoa cẩm đứng lên, lý lý vạt áo, hỏi cố kinh diễn, ngươi cùng ta cùng đi. Ân. Ừ. Cố kinh diễn cũng đi theo đứng lên. Hai người đi ra phong hồng viễn mái hiên thính, đi trước tiền viện phòng tiếp khách. Trên đường, An Hoa cẩm theo trong túi lấy ra hai khối nhuyễn đường, một khối nhét vào bản thân miệng, một khối cầm hỏi cố khinh diễn, người có muốn ăn hay không? Cố khinh diễn xem xét liếc mắt một cái, đưa tay tiếp nhận, búng giấy gói kẹo nhét vào miệng, cám ơn, tốt lắm ăn. Này là chúng ta Nam Dương thứ nhất đại phường Ngọc Quế phường làm nhuyễn đường, ta từ nhỏ ăn đến đại, ngẫu nhiên choáng ván đầu khi, ăn một khối, thì tốt rồi. An Hoa cẩm cười hít mắt nói ngọc quế phường là ta nương lưu cho của ta cửa hàng chỉ tại nam dương làm mỗi ngày số lượng mua nhiều cũng không bán ai nếu là đắc tội ta ta liền cho hắn một khối nhuyễn đường chẳng sợ ăn lại thích cũng mua không thấy cố khinh diễn cười nhẹ mâu quan lưu động ý cười xem nàng cho nên tam công chúa đắc tội ngươi ngươi liền cho nàng một khối nhuyễn đường làm cho nàng muốn ăn vô luận nghĩ cái gì biện pháp cũng mua không thấy không sai an hoa cẩm ăn nhuyễn đường nàng cũng chính là ta thân biểu muội đi đổi cái người khác ta sớm tấu nàng răng rơi đầy đất cô mẫu rất đau ta ta luyến tiếc làm cho nàng thương tâm đích xác ngươi như vậy thu thập tam công chúa cũng là thỏa đáng cố kinh diễn hòa cùng an hoa cẩm cẩn thận đánh giá hắn liếc mắt một cái biểu môi không chịu để tâm nói cũng không biết là cái nào hoa đào nhiều lắm liên lụy ta ở kinh thành tìm không ra một cái bằng hữu cố khinh diễn thấp khụ một tiếng, nàng không chỉ tên nói họ, hắn đương nhiên sẽ không gấp cáp hướng trên người bản thân ấn, thật hội họa thủy đông dẫn nói, ước chừng là vì ba năm trước ngươi tấu sở thần duyên cớ. Này trong kinh thích sở thần nữ nhi gia không ít. An Hoa cẩm hừ cười, hắn đem bản thân hái nhưng là sạch sẽ. Cố khinh diễn lại ho khang một tiếng, còn có hay không? Lại cho ta một khối, còn muốn ăn. An Hoa cẩm nhíu mày, dừng bước, ngươi hôm nay đắc tội ta không? Không có. Trước kia đắc tội đâu? Cố khinh diễn vô tội xem nàng, bực này ăn nhiều một khối đường việt nhỏ nhi, liền không cần cùng trước kia nóc thôi. Cũng là. An hoa cẩm xem này trương vô tội thanh tuyển mặt mày như họa mặt, thật dễ nói chuyện, một cổ não đem trong túi sở hữu nhuyễn đường đều đào xuất ra nhét vào trong tay hắn, đều cho ngươi. Cố khinh diễn trong tay đột nhiên nặng trịch bị nàng tắt đầy tay nhuyễn đường, ước chừng có hơn 10 khối, hắn ý cười dần dần nùng thâm, mặt mày tràn ra, Ngọc Dung thoáng chốc so kiêu dương còn ấm ba phần, thanh âm cũng thấp, thế nào bỗng chốc cho ta nhiều như vậy. Một khối là tốt rồi. An Hoa cẩm thờ ơ vỗ vỗ tay, tiếp tục đi về phía trước, ngươi không phải là thích ăn sao. Đã thích, đem ta sở hữu đều cho ngươi, lại có quan hệ gì. Cố khinh diễn nhẹ nhàng mà nắm chặt nắm chặt thủ, cũng đi theo đi rồi hai bước, ta mặc dù thích, ngươi có phải là cấp cũng nhiều lắm. Ta có toàn bộ ngọc quế phường, bất quá cho ngươi hơn 10 khối đường mà thôi, tính nhiều sao. Ngươi cố thất công tử cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Đến mức như vậy. Trong lòng không nở sao. An Hoa cẩm quay đầu xem xét hắn liếc mắt một cái, không đến mức đi. Không đến mức cũng không phải đến mức, nhưng là trong lúc nhất thời làm cho hắn thật sự là khó có thể hình dung giờ khắc này tâm tình đối lập đắc tội của nàng tam công chúa, của hắn đại ngộ không khỏi cũng quá cao. Cố khinh diễn chậm rãi thu hồi sở hữu nhuyễn đường, bỗng chốc bản thân trong túi cảm thấy nặng trịch, hắn đi rồi hai bước, lại theo trong túi xuất ra một khối bún giấy gói kẹo, chậm rãi ném vào miệng, mềm yếu, hơi hơi ngọt trung mang toan, là nói nói nam dương giả trên sườn núi sản mơ vị. Ngọt đến trong lòng, nhưng là nói không rõ ràng có phải là toan cũng đi theo đến trong lòng. Đi đến phòng tiếp khách cửa, hắn trong miệng nhuyễn đường còn chưa có hóa điệu hắn đột nhiên hỏi đều cho ta vạn nhất ngươi lại choáng váng đầu an hoa cẩm buồn cười xem hắn ta mỗi ngày đều phải uống ngươi đưa tới chén thuốc còn choáng váng cái gì cũng là cố kinh diễn cũng đi theo nở nụ cười quay đầu hắn lại cùng trần thái y gặp cái mặt hỏi một chút của hắn phương thuốc tử khá vậy có thể trị choáng váng đầu chi chứng sở thần cùng trương công công vừa vặn cũng đang bị tôn bá thỉnh đi đến đập vào mắt nhìn đến hai người nói nói cười cười, trong lòng thập phần xem bất quá mắt, hắn dẫn theo bánh bao thịt dương giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi hôm nay vì sao đem ta cự chi ngoài cửa? Hôm qua cùng uống rượu giao tình, hôm nay liền trở mặt. An hoa cẩm quay lại thân, lười biến nhìn sở thần, nhướng mày, sợ ngươi gia gia lại đánh lên môn, đắc tội không nổi hắn, đương nhiên phải cách ngươi xa một chút nhi. Sở thần bỗng nhiên thật không có lý, khởi binh vấn tội khí thế nhất tiết, trên mặt quải thượng cười, lường cố khinh diễn liếc mắt một cái, ta còn tưởng rằng ngươi có hoài an cùng, ai cũng không để ý đâu. An hoa cẩm cắt một tiếng, ngươi mang theo là cái gì? Sở thần nghe răng cười, vạn phần rực rỡ, mời ngươi cùng hoài an ăn bánh bao thịt, hoàng cung ngự thiện phòng làm, hoàng thúc thưởng, chạy nhanh, chúng ta ăn xong, trương công công còn muốn hồi cung phục mệnh đâu. Lời ngoài mặt, đều cho ngươi đều cho ngươi đều cho ngươi có bao nhiêu đường đều cho ngươi ai bảo ngươi trưởng đẹp mắt đâu bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video